Chào mừng các chị quay trở lại với livestream của Ascension Shop sáng ngày hôm nay nha. Mẫu đầu tiên thì em sale chỉ có là 139k thôi, nó còn có hai cái à. Em còn đúng hai cái luôn, là tính luôn cái em đang mặc á là size XL, nhưng mà đối với cái đầm này thì form nó hơi bé, nên là chị nào trong tầm là 50 đến 55 ký thì mặc vừa giúp em ha. Đây là size L. Nó nhỏ hơn mấy cái kia một size các chị nha, nên là XL đầm này là tầm 55 ký đổ về thôi. Em sale luôn giá là 139.000 đồng thôi. Hello chị Thu Trần luôn ạ. Em chào chị Cẩm Linh nha. Chào các chị đang xem live của shop sáng ngày hôm nay luôn ạ. 1202 các chị nha, 1202. Em sale cho mình là 139.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. Em chừa hàng chừa sai cho mình luôn. 139k không nha cả nhà ơi. Ơi. Hả? Kính hết luôn hả? 1202 nha cả nhà, sale 139k nha. Dạ còn hai cái thôi chị yêu ạ, còn đúng hai cái luôn. Size 50-55 kg là vừa. Em đang mặc thì nó có hơi rộng một chút xíu. Em đang bóc cái kẹp phía sau nè. Đó là nó hết rồi nha, chị còn có hai size thôi. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em ạ. Rồi sale giá là 139k nha cả nhà, 139k. Chị nào chưa có lên đơn cho em luôn ha. Em mà chừa hàng chừa size cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp lại cho em là ok nha. Sale luôn với giá tiền là 139. Còn hai cái. Còn hai cái chị Cẩm Linh ơi. Chị bao nhiêu ký ạ? Đối với cái váy này thì cỡ tầm là 50-55 ký nhá. Còn trên nữa thì em không có. Trên nữa thì em hết mất tiêu rồi. Nhỏ hơn thì em cũng không có luôn, hết mất tiêu rồi. Còn đúng hai cái thôi. Size 50-55 kg giúp em. 1202 kèm tiếng thoại cho em. Rồi tiếp theo em sẽ qua cho mình xem thêm vài em váy khác nữa nha. Ngày hôm nay là có thêm những cái sản phẩm sale với giá 99.000 đồng. Rất là nhiều đầm đẹp giá rẻ luôn, nhưng mà đa số là nó rẻ size rất là nhiều ha. Thấy cái nào mà full size có size của mình thì mình đặt luôn nha. 1202 ạ, 139.000 đồng thôi. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho các chị coi nè. Em sẽ lên cho mình xem thêm một số em váy khác nữa nha. Mình có muốn coi mẫu đầm nào ở phía sau không? Muốn coi mẫu nào phía sau thì nhắn cho em xin cái mã số, nhắn cho em xin cái màu nha, để mặc cho mình coi ha. Rồi tiếp theo đây em sẽ cho mình coi thêm một số em váy khác nữa nè. Nhớ chia sẻ like cho em là 3 lần các chị yêu nha. Em có cái váy này cho mình ha. Rồi đây, đây là 1206, hình như em chỉ còn có vài cái thôi. Đây nha, 1206 các chị nha. Em này thì còn, em đang mặc là cái size lớn rộng thênh thang luôn nè. 1206. Rồi, em sale cho mình cũng là 139.000 đồng luôn. 139k nha cả nhà, còn một cái size XL nha. Đây, còn một cái duy nhất luôn. Còn một cái duy nhất luôn, em sale cho mình đi ha, thôi 99k ngày hôm nay luôn. 1206, cái bông màu vàng đẹp quá luôn, nền vàng hoa màu đen. Mẫu này là lô trước em bán là 300 á, ngày hôm trước là 300, hôm nay nó còn có một cái thôi. Bán thì cũng không có lời, 100 mấy thì cũng không có lời, đã là lỗ rồi thì bây giờ cho lỗ luôn. Sale 99k mà em đang mặc nha, 1206. Để em báo giá cái đã, 1206. Rồi sale 99.000 đồng nha cả nhà. Còn một cái size XL. 2X là chị nào tầm đây em đang mặc nè, tầm 57-65 kg là vừa cho em nha. 1206. Mặc váy bông màu vàng. Mặc váy bông màu vàng nhạt hả chị? Bông màu vàng nhạt ở phía sau lưng em đúng không? Rồi vậy là chắc chị nói cái đầm này ha. Đây đúng không chị? Nếu cái đúng cái này thì đây là body đuôi cá. Body đuôi cá chị yêu nha. Chị ghi giúp em là body đuôi cá hoa vàng là em biết liền nó liền. Đúng cái đó không ta? Hay còn cái nào vàng nhạt nữa không ta? Cái này là sơ mi nền đen hoa vàng nè. Những cái bông màu vàng phía sau em sẽ cho mình coi một số cái ha. Sơ mi nền đen hoa vàng, body đuôi cá màu vàng nè. Đầm này cũng là form suông, nền vàng hoa cúc nè. Đó, cũng có mấy cái màu vàng lật. Hay là cái này ta, cái này thì hoa của nó hơi màu cam cam vàng vàng á. Này là tay rút thun. Chị thích cái nào mặc cho chị coi nha. Em mặc là 1206 có đúng một cái thôi. Chị nào chia sẻ cho em đủ 3 lượt rồi và đặt hàng kiểu như là đúng nhất luôn, nhanh nhất luôn và có chia sẻ đủ rồi thì em sẽ có chút đơn cho mình luôn. Còn nếu mình đặt chậm quá nhiều khi nó hụt mất tiêu. Cái đẹp còn cái à, mà tới 3-4 chị, 5 chị lên đơn đặt hàng thì trong đó cũng chỉ có một chị được chốt thôi. Nên nếu cái chị đã thích rồi thì mình nhanh tay nha. Chia sẻ like cho em 3 lần nè. Sale 99k em váy này luôn. 1206 kèm xếp thoại cho em. 99.000 đồng nha. 1206 99.000 đồng. Đó. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm nha. Em còn chưa hàng chưa sai cho mình nữa. 99k chúc cho chị nào chia sẻ rồi ha. 1206 chị
Chị Su, đầm em mặc đẹp lắm hôm trước chị mua rồi nè, bữa trước chị mua hơn 200 đó. Đẹp xuất sắc luôn em ơi, cảm ơn chị yêu ạ. À, hôm nay nó còn có một cái thôi nên là em xả 99 mình đừng có giận em nha. Tại vì mới về nó cũng 300, ai cũng vậy thôi hả. Có mỗi cái đầm này là còn đúng một cái thôi, sale 99.000 đồng trong bài livestream này. Còn chiều nay các chị hỏi lại thì nhiều khi không có còn đâu nha. 99K1206, size hay đại L. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu khác nha. Khiếu thấy trả lời là mẫu nào phía sau em đây, không biết chị hỏi cái nào nữa, cái body này hay sao ta, tại vì cái này nó cũng hai màu vàng nhạt nè, để em mặc thử cái này cho mình coi nha. Còn nếu mà không đúng thì em sẽ mặc cái khác nha, để em không biết chị hỏi cái nào. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua một em váy body, body đuôi cá, sale giá là 199k luôn. Em này làm full size cho mình nè, tính ra thì nó cũng là hàng mới đó các chị ạ. Đây đã chia sẻ na chim. Ok chị đã sáng nè, sơ mi hả chị? À cái sơ mi là đen hoa vàng này hả chị yêu? Rồi ok, để em một chút xíu sau cái đầm này nha, em lỡ mặc cái này rồi, để em chút nha. Sau đầm này cỡ tầm 3 phút đi, em sẽ mặc cái sơ mi đó cho mình coi. Cái sơ mi này thì rẻ lắm, có trăm, hình như là có 159 à, rất là rẻ. Mình đợi em xíu nha, bây giờ em giới thiệu cho mình cái đầm body này cái đã. Body đuôi cá phải lụa. À, em chào chị Linh Nhi nha. Rồi đây là 1270 các chị ơi, body đuôi cá phải lụa cho mình. Đính ngọc trai trên phần cổ áo nè, có súp ly, may thêm một lớp bên ngoài súp ly ở đây, đính thêm mấy viên ngọc trai đây nữa. Đó, còn cái đuôi cá phía dưới á, là đuôi cá vạt xéo, bên cao bên thấp. Cái kiểu mang nó như vậy ha. Còn nếu ai thích mặc đuôi cá bình thường, không có bên cao bên thấp đuôi cá bằng luôn á, thì em có mấy cái đuôi cá mới về nè, là nó bằng cho mình luôn. Đây, đầu tiên sẽ là cái đuôi cá vải Apache kim tuyến, cái màu đen này ha. Đây các chị nha, đây em có cái đuôi cá màu đen đính ngọc ca phần eo nè, chất vải là Apache có lấp lánh kim tuyến. Đây là cái mẫu đuôi cá bằng hàng mới. Còn hông nữa đó, thì em có cái đuôi cá nền đen hoa hồng xanh. Đây cũng là đuôi cá bằng hàng mới về của nhà em nha. Đó là những cái mới về, đuôi cá nó là bằng hơn. Còn của em là cái kiểu may nó là bên cao bên thấp. Sale cho mình là 199k luôn, 1270 ạ. 1270 kèm sim thoại cho em ạ, đang sale giá là 199.000 đồng luôn. Full size nha cả nhà, 65 cái độ về cho em luôn. Đó, đẹp chưa? Đẹp như vậy mà sale có 199k thiệt sự luôn nè. Cái giá này nó quá rẻ, nên nếu mà chị nào thấy ưng rồi thì mình đặt luôn giúp em nha. 199.000 đồng thôi, 65 cái độ về cho em là vừa. 1270, chị Dương chúc đơn 1270 cho mình luôn. Rồi em thấy cái 1206 vừa rồi em sale 99k thì có rất là nhiều chị khách lên đơn, thì em sẽ chưa có trả lời được là trong những chị ở đây thì ai đặt chúc đơn rồi. Mình đợi em một chút xíu, ai mà có nhân viên bên em liên hệ tới tư vấn là được chúc đơn ha. Tại vì cái đó nó có một cái duy nhất thôi, nên là em sẽ cho sự công bằng là chị nào cũng có cơ hội được chốt hết. Ai chia sẻ đủ rồi, ai đặt hàng đúng nhất luôn thì bên em sẽ tư vấn cho chị đó. Rồi đây là 1270 nha cả nhà ơi, chất lụa. Một em đầm body đuôi cá phải lụa, sale 199.000 đồng luôn, 65 cái độ về cho em là vừa. Rồi em có full size cho mình nha, 65 cái độ về cho em. 1270 cho chị Kiều Hoàng luôn nè, 1270 cho chị Thảo Lê nè. 50kg mặc vừa chị ơi, full size chị cứ yên tâm đặt hàng cho em nha. Cái mẫu em đang mặc đây là nó full size cho mình luôn, body mới full size vải lụa cho mình, ai mặc cũng hợp hết trơn á, di chuyển cũng dễ dàng luôn. Là vì em có hai đuôi cá nè, thì ngay cái phần đầu gối mình bước đi ha, mình di chuyển cái phần đầu gối mình co lên co xuống á, là nó đã xòe đuôi cá ra rồi, nên là di chuyển bình thường, đứng ngồi cũng bình thường luôn. 1270. Em chào chị Thanh Nguyễn ạ, à, chị Trang Hana chúc đơn 1270 luôn, 65 cái độ về cho em là vừa nha, 199.000 đồng. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua cái sơ mi hoa màu vàng phía sau nha. Đây, em qua cái sơ mi hoa vàng phía sau nền đen hoa cúc màu vàng rất là dễ thương. Cái này cũng là sơ mi lụa nhưng mà nó qua đợt rồi, với lại là nó cũng lẻ size rồi, em sẽ sale rẻ cho mình ha. Đợi em xíu nha. Đây, sơ mi lụa nền đen hoa vàng nha cả nhà. Hôm nay sale cho các chị mình luôn 1207 nè, 1207 rồi, em hết size M nha. Hiện tại còn 3 size là size M, à size L, size XL với lại size 2X. 1207 159.000 đồng luôn.
mặc áo màu đen, mặc áo màu đen. Màu đen chị muốn có cái đen trơn này đúng không? Đây, em có cái này là body suông, dáng là ôm suông cho mình màu đen trơn, vải nhung, kim tuyến lấp lánh. Thì qua cái váy này, cái này là đen bi nè, còn cái này là màu xanh nha. Bên này là màu xanh, nhìn xa quá nó tưởng màu đen, không phải đâu, màu xanh á. Kiểu nó có hai màu lận. Mình đợi xíu nha. Cái lô này em muốn có về cho mình là mấy cái đen trơn á, mấy cái suông suông mà màu trơn chẳng hạn, lấp lánh kim tuyến rất là đẹp luôn. Có xanh nè, có đen nè, mấy kiểu lận luôn á. Đợi xíu nha. Rồi, bây giờ mẫu đầm của em là 1207 nè, sơ mi lụa, nền đen hoa cúc vàng. Em còn 3 size là size L, size XL với lại size 2X. 50-65kg cho em là vừa, sale giá 159.000 đồng luôn. Đó là trong line này nha. Còn khi mà em tắt line rồi nó về giá cũ. Tất cả các mẫu khác chứ không chỉ riêng cái váy của em, có những cái váy em trong line sale có 99k này, hoặc là 99k luôn nè. Đó, rồi 200 mấy hay là 100 mấy đi nữa thì trong line thôi. Còn khi mà em đã tắt line đi rồi, hoặc là cái chị mua mà không có trong cái live stream nào hết, mình chỉ mua trên Facebook của shop thôi, thì giá của nó tầm là 300-350 một đầm, chỉ có trên line nè, 159k, 159.000 đồng. Chị Thanh Thúy chúc 1207 luôn. 50-65kg giúp em là vừa nha. Sơ mi lụa, có hai cái túi hai bên này. Đó, vải lụa khóa phía sau lưng và thêm hai túi hai bên nữa. 159k cho em nha. 1207 các chị nha, 1207. Cần xếp hạ cho em nha cả nhà. Rồi, 50-65kg là mặc vừa cho em nha. Chị nào chưa có lên đơn ạ, em chờ hàng chờ size cho mình luôn. Xong chị em qua mẫu nè, chị size L 1207, ok chị Nga vừa luôn. Màu đen mà thấy có kim tuyến đỏ, dạ rồi, ok đây. Cái đen kim tuyến là cái nhung này nè, siêu lấp lánh. Em đứng gần cho mình coi thì nó sẽ đẹp hơn. Mình đợi em xíu nha. Để sau cái này em sẽ mặc cho mình coi cái đen kim tuyến đó ha. Em nhớ đây nó có hai cảo rồi mà ta. Rồi, đợi một xíu nha, mặc cái đen nhung kim tuyến cho mình coi, siêu lấp lánh luôn đó chị. Nó lấp lánh hơn là mấy cái mà kết cườm luôn á. Thường kim tuyến nó sẽ không bằng kết cườm, nhưng mà cái này em mới về nha, lấp lánh hơn cả kết cườm luôn. Mặc dù nó là kim tuyến thôi. Dạ rồi, đợi một xíu ạ. Chị Sĩ Thảo chúc cho chị 1207 gặp đơn size XL. Dạ ok chị yêu luôn. Rồi, tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Em sẽ lên cái đầm ôm suông vải nhung, nhung kim sa, các chị nghe cái tên là biết lấp lánh rồi đúng không? Đây, nhung kim sa. Đầm nhung này mã của nó là 1314 các chị nha. Em may cái dạng của nó là ôm suông thôi và nó siêu lấp lánh. Cho dù là các chị đi tiệc ban đêm hay là tiệc ban ngày thì nó cũng cân được hết luôn. Đó, mặc lên là vừa gọn dáng mà vừa nổi bật luôn. Lấp lánh chưa? Lấp lánh kim tuyến đủ màu nha. Trên like các chị chỉ thấy nó lấp lánh thôi, còn khi các chị nhận hàng ở bên ngoài á, em thấy là nó vừa kim tuyến màu xanh, vừa kim tuyến màu đỏ, vừa màu trắng, nói chung nó đủ màu luôn. Sale giá là 299.000 đồng, 1314 ạ. Em đang mặc đây nha, body ôm suông, một mẫu đầm ôm suông vải nhung nha cả nhà, chất nhung siêu đẹp, 299.000 đồng ngày hôm nay. Chất nhung siêu đẹp các chị nha, 299k ngày hôm nay. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em chờ hàng chờ size cho mình. Đó, một em đầm ôm suông tay ngắn cổ tròn. Em còn mấy cái ôm suông khác nữa là cái màu xanh. Màu xanh này thì cái tay nó là tay lỡ. Có màu đen giống như vậy luôn ha. Thì em mặc là tay ngắn hay là mình thích tay lỡ? Form thì nó cũng hơi hơi giống nhau, nó chỉ khác xíu là cái tay ngắn với cái tay lỡ thôi. Cái màu đen này là vải nhung nè. Đó, 1314 các chị nha, đầm nhung ha, đầm nhung kim tuyến. Rồi, chị Trang Hana dạ, em thấy đơn của mình rồi. Sale cho mình là 299k mẫu của em. Chị Anh Đào đi cái size L07 nè, ok chị yêu luôn. Mình cho em xin cái số điện thoại chị yêu nha. 65kg đổ về cho em là vừa luôn. Ai chưa có cái đặt hàng giúp em ạ. 1314 đi nhầm. 1314 là cái đồng ôm suông này của em. Đẹp quá, cảm ơn chị Duyên nha. 1314 nha cả nhà. Nhìn nó lấp lánh lắm. Ở trong live mình thấy nó là một phần đẹp thôi. Ở nhận hàng ở bên ngoài chắc chắn các chị sẽ thích liền, thật sự. Bản thân em đây mặc dù đầm trung niên nhưng mà em cũng rất là thích nó luôn. Không biết là mua về có dịp nào mặc hay không, em cũng thích lắm luôn các chị. Ai mà chuẩn bị có tiệc từng đám cưới đám hỏi mua thử giúp em ha. Nhận hàng cho kiểm tra luôn coi giống em giới thiệu không. 1314 cho chị Linh nè. Chị Hồng Phúc chúc cho chị đầm em đang mặc size 48kg. Dạ ok, 1314 nha, cho em xin cái mã số đi ạ. Tại vì các chị biết sao không,
Em mặc ở trong live á, em mặc rất là nhiều mẫu, hết cái này thấy cái kia, mỗi lần có mấy phút thôi hả, chưa kể là lỡ như cái màu nó trùng nhau, như là cái đen, em có rất là nhiều cái đen, hoặc là cái tím, hay là cái hoa này hoa kia chẳng hạn, thì ai mà chưa có mã là sẽ không chốt đơn được. Nên các chị cố gắng đặt giúp em là mã số nè, số điện thoại vào nha, 1314 ạ. Em chào chị chỗ nào mình y nè, chào chị Xuân Trang luôn ạ. 65 cái độ về cho em là vừa chị yêu nha, 65 cái độ về cho em là vừa, 299.000 đồng thôi. À em lên đầm sale 99k nha. Có, hôm nay có chuyên mục sale, giá rẻ rất là nhiều đầm đẹp luôn. Rồi 65 cái độ về cho em là vừa nè. Chị nào chưa có mình lên đơn nha. Xong chưa có mẫu ạ. 299k chị yêu ơi, 299k. Chị Phụng Lê chúc đơn 1314 cho mình luôn. Cho mình một áo 1314 màu đen. Ok chị Duyên ha. Mình cho em xin thêm cái số điện thoại để em gọi điện tới và em tư vấn cái size cho mình chị yêu nha. Có khóa phía sau lưng nè. Nhiều khi là em mặc em chưa có kéo hết thì mình thấy nó hơi bị hở chữ V phía sau giống như vậy. Là do em chưa có kéo hết nha. Chứ nếu kéo hết nó sẽ kín hơn. Tại em mặc nhanh, nó mỗi mẫu có mấy phút thôi. Các em làm biến, có những cái mẫu làm biến mà chưa kéo hết á. 1314 ạ. Em chào chị Ngọc Linh nha. Rồi bữa mua đầm 4 ngày chưa thấy tới. Vậy hả chị Phạm Thùy? Mình đặt cái lô hàng mới đẹp em hay sao? Mình đặt cái lô mới này là nó sẽ hơi chậm trễ hơn so với lại là cái lô hàng mà em like bữa giờ nha. Tại vì cái lô hàng mới này là nhiều khi là trước khi về 1 ngày 2 ngày là em like cho mình rồi. Đó thì những chị là đặt ngay cái lúc mới đó thì có thể là mình chờ em vài hôm, hàng tới em sẽ chốt em giao cho mình luôn. Nó chậm hơn những cái lô hàng kia là tầm 1-2 hôm giúp em nha. Những cái mẫu này thì hiện tại là đang có sẵn rồi. Tại vì nhiều khi em về trước được có một nửa thôi. Cái mẫu này là em có về sẵn bữa trước rồi. Còn mấy cái hoa màu tím hay là trắng sọc phía sau nè, là em có khi là em về sau 1-2 ngày nha. Bây giờ là có sẵn hết rồi đó. Đặt là em giao liền nha. Từ 2-3 ngày các chị sẽ có hàng nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu khác ạ. 1314 sale 299k nha. Đây, lên đồng sale 99k cho các chị mà luôn. Lấy cái số đuôi thôi nè, lấy cái số đẹp thôi nè, 99.000 đồng. Xanh hoa vàng, cái này thì còn mỗi size size M thôi, nhưng mà em thấy nó hơi rộng nè các chị. Cái riêng cái mẫu này là tầm eo 70 đổ về là vừa size M nha. 1197. 1197 em sale giá là 99k cho mình luôn. Các chị nào chưa có váy này không? Bữa trước cũng 200 hơn đó. Hôm nay sale 99.000 đồng thôi. À, mình đặt áo. À, rồi ok chị Duyên. Ok cái địa chỉ rồi, khách quen rồi nè. Vậy thì mình cứ đợi em là nếu mà cần thì em sẽ liên hệ lại tư vấn cho mình tiếp. Còn nếu mà chị nào cảm thấy là thôi bây giờ vẫn mặc cái kiểu đó, vẫn mặc cái size đó và vẫn cái địa chỉ cũ thì em sẽ là gửi hàng tới cho mình thôi. Còn ai muốn em là tư vấn lại thì cứ nhắn tin, em gọi điện thoại tư vấn cho mình luôn ha. Dạ đúng rồi chị ơi, bên em là chỉ sale trong thời gian livestream. Cho dù là cái chị mình qua trực tiếp cửa hàng em mua thì giá nó vẫn sẽ cao hơn là trong thời gian livestream thiệt mà. Chị nào qua tại shop mua thì nó cũng phải tầm 300-400. Chỉ có trên live là mới sale rẻ thôi. Cái này là điều bắt buộc cái chị nha. Cho nên là thường khách quen của nhà em là sẽ không có mua khi mà qua trực tiếp shop đâu. Cho dù là nhà gần đi nữa, nhà cũng quận 7 luôn, nhưng mà cũng ở nhà xem live thôi hả. Tại vì em sale trên live nó rẻ hơn, tiền ship nó cũng rẻ nữa. Thành phố ship có 10.000 đồng thôi các chị, khỏi cần tốn tiền xăng đi. Ở nhà đặt hàng em ship tới tận cửa nhà luôn. 10.000 đồng ship thành phố và ship tỉnh là 30k nha. Rồi em đang mặc là 1197 nè, sale giá là 99k. Rất tiếc là em này em hết size lớn rồi, em còn mỗi size M thôi. Được cái là form nó cũng hơi rộng. Form này thì chị nào tầm eo 70 đổ về cho em nha. Eo em là 68 nè, mặt nó hơi rộng xíu. Đó, eo 70 đổ về cho em là vừa luôn, sale 99k. Bắt buộc phải có chia sẻ like chị yêu ơi. Tại vì em sale rẻ hơn bình thường. Mình mua tại cửa hàng kia giá nó mắc hơn. Bây giờ em sale nó rẻ hơn tầm có 1/2 hoặc là 1/3 thôi. Thì điều kiện ở đây là bắt buộc chia sẻ cho em 3 lần. Nên là cứ vô là mình chia sẻ trước đi. Không có thiệt đâu các chị, thiệt luôn á. Cứ vô chia sẻ like cho em, mình mua một mẫu hay là mua 10 mẫu cũng vậy thì cũng đều phải có là 3 lần chia sẻ like cho em nha. 1197 cho chị Busan nè. Chị gà con chúc đơn 1197 nè, size M thôi nha. Lưu ý giúp em là những cái mẫu đầm sale 99k như vậy nè, mình chắc ăn mình hẳn đặt hàng. Tại vì đầm 99k là bên em sẽ không hỗ trợ đổi cái khác nha. Nhiều chị là đặt xong rồi cái đến lúc nhận hàng cái suy nghĩ là thôi chị thích cái kia hơn, chị không lấy cái này nữa là không có được nha. Những cái khác em sẽ hỗ trợ đổi cho mình, nhưng riêng đầm 99k là đã sale lỗ vốn rồi thì em chỉ có thể là bán cho mình thôi. Nên là mình suy nghĩ kỹ giúp em là thích cái đầm này hay không và vừa hay không mình hẳn đặt hàng. Size M eo 70 đổ về cho em nha, 99.000 đồng thôi. Chưa đồng 99k mà còn đổ tới đổ lui là chắc em dẹp shop sớm luôn á các chị. 1197 cho chị Lê Nguyễn nè. Rồi sao 99
nghìn đồng. Ai chưa có mình lên đơn cho em nha, 99k thôi ạ. Mã số là 1197, chị nào cứ 50kg đổ về cho em, hoặc là em của mình tầm 70 đổ về là ok vừa thôi, thì cứ lên đơn thôi. Size M nha cả nhà. Nếu mà chị nào khách quen thì dễ hơn rồi, là cứ lấy cái size đó thôi. Còn ai là khách mới hôm nay mới mua lần đầu tiên thì mình cũng đừng lo, tại vì em còn qua một bước là tư vấn size cho mình nữa. Em phải chọn ra cái size là sát với khách hàng nhất thì em mới giao được cho mình, thì mới chốt đơn. Chứ nếu mà không vừa thì không có chốt đâu. 99k giúp em ạ, 1197 nha. Rồi em sẽ qua mẫu khác nè. Đây, qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. À, cái váy này là phong xương nè. Phong xương chữ A nha các chị nha, vải la dông. Sale cũng chỉ có là 149 thôi. Đây, phong xương chữ A vải la dông. Màu những chiếc lá màu trắng rất là dễ thương. Đó, em xem cho mình là 149k em váy này. 1255 nha. 1255, em xem cho mình là 149k nha cả nhà. À, chị anh Đào lấy cái 97 size M, ok chị em chốt 99, mình nhớ chia sẻ like cho em nha. Em đang mặc là 150 ạ, cái này thì full size hơn. Em này thì full size từ 40 tới 65, thậm chí là 67, 68 cũng được. Tại vì cái chất nó co giãn nè, đây các chị coi giúp em. Đây ha, vải la dông có co giãn cho mình thì không có la chợt nha. Em trừ hao mặc đẹp là tầm 6-7kg đổ về cho em. 149.000 đồng, 1255 kèm số điện thoại, mã là 1255. Em còn thật ra là còn một màu nữa, nhưng mà hai cái mã số nó khác nhau, hai cái màu nó khác, hai cái mã số nó khác. Thường thì em sẽ mặc riêng từng mẫu cho mình coi, tại vì rất là nhiều trường hợp khách đặt lộn, khách thích cái màu này mà đặt lộn cái mã kia, thành ra là giao hàng nó lại bị lộn luôn. Nên là em sẽ mặc riêng từng mẫu nha. 1255 cho chị Trang Hana để đi gộp đơn nè. Ráng gộp cho em 600k hoặc là 590 trở lên ở trong live á. Gộp từ 590 trở lên là sẽ không tốn tiền ship luôn nha. Mà nếu mà đang có quà em sẽ tặng quà cho mình luôn. Trường hợp đặt sớm còn quà thì em tặng. Quà thì có thể là thắt lưng hoặc là cài áo nha. 1255 ạ. Chị Ngọc lời chúc đơn 1255 luôn. Đây, nền đen có những chiếc lá màu trắng cho mình. Phía sau là trơn như vậy này các chị. Đầm này không cần khóa nha. Cái đầm này chỉ cần mặc chồng với giúp em thôi, không cần khóa kéo luôn. 1255 chúc cho chị Thảo Lê nè. 56kg mặc vừa hôm em, dạ vừa, chị ơi full size luôn. Đầm đang mặc là full size cho các chị ngày hôm nay, cứ 65 hoặc 67 đổ về cho em là vừa. Mã là 1255, giá tiền là 149.000 đồng nha. Giá trên live sẽ có báo cho mình rồi. Mã số cũng vậy, em mặc cái nào sẽ đặt mã đó. Nên là mình chỉ việc là ngồi xem live của em, mở cái live stream lên, thấy em mặc cái nào ưng thì mình chờ em giới thiệu mình đặt hàng luôn. 1255 ạ, 149k chị Vân Anh nha. Chị nhận đồng bên em rồi, đẹp lắm, mua đồng bên em rất nhiều, mẫu nào cũng đẹp. Cảm ơn chị Phương Mai đã ủng hộ shop nè. Đó thấy không, đâu phải em tự khen đâu. Em một cái bình luận chị Phương Mai em ghim phía dưới nha. Thiệt luôn, khách em nhận ai cũng qua lại khen hết. Tại vì rất là khó kiếm được cái shop nào mà bán đồ rẻ và chất lượng như vậy. Các chị kiếm đồ mà shop rẻ thì rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng nó như thế nào thôi. Hàng của nhà em thì bao chút cho mình luôn. Tại vì đây là những cái đồng em bán 300, 400 tại shop không hà, chứ mà là đồng giá rẻ là hàng mà không tốt hay là vải không đẹp đâu. Em vẫn bán 300, 400 tại shop. Chỉ có trên live nè là em cần cái lượt tương tác của khách hàng. Em muốn là có thêm những cái khách hàng mới, cũng như là tri ân những cái chị khách quen của nhà em thì mới sale thôi. Chứ ngoài cái live stream này ra, các chị mua vẫn là giá bình thường nha. Đồng này 300 nè, tắt live về 300 nha cả nhà. Trên live là 149k. Đó, cho kiểm tra hàng, các chị khỏi lo, em cho kiểm tra luôn. Mở ra mà kêu chất lượng không như quảng cáo thì em không lấy tiền ha. 149.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. À, cái sơ mi này đi. Sơ mi này bữa giờ thấy có nhiều chị khách hỏi nè, mà lại lẽ sai, hỏi như cái sai em hết, buồn ghê. Đây mặc cho mình coi nha. 65 cái độ về cho em là vừa nha. 1255 nha cả nhà ơi. Đây, em qua cho mình coi một em váy sơ mi lụa, có họa tiết là những cành cây khô rất là đẹp, nhưng mà sale có 250 thôi, 249k thôi. Đây là 1247 nè. Chị nào là khách mới mà sợ là không biết giao đúng không, là nhiều khi á lạ lắm nha, mặc nếu mà cái giá cao á thì người ta lại đặt, người ta nghĩ là giá đó là cái giá đó là đầm sẽ đẹp. Còn khi mà thấy mấy cái đầm mà trên live đẹp đẹp mà thấy sale rẻ, ta lại nghi ngờ cái chị, ta lại sợ giao tới không đúng, rồi khổ lắm luôn á. Em sale rẻ là em muốn câu khách thôi, nên nếu mà chị nào á chưa mua thì cứ thử mua đi, cứ lựa cái nào rẻ rẻ thôi cũng được, đặt thử đi rồi em giao tới cho mình xem hàng luôn để khỏi phải lo nha. Dạ rồi, em chào chị Tư Hương ạ. Mẫu đang mặc đây là 1247 nha các chị, 1247. Sale luôn. Sale cho mình luôn với giá tiền là 249.000 đồng. Để em coi coi nó còn mấy cái đây. Em này hôm trước cũng hot lắm nè.
Hôm nay nó đỡ rồi, hôm nay nó đỡ hot rồi, tại vì nó lẻ sai 1, 2, 4, 7 nha. 249 k nha cả nhà, em còn hai size 55 tới 65 ký nhá. Dòng sơ mi lụa, sơ mi lụa họa tiết cành cây, nguyên hàng nút gỗ phía trước cho mình luôn. Đây các chị coi giúp em, nguyên hàng nút gỗ ở đây nha. Thì tầm 55 tới 65 cho em là vừa. Nút này chỉ là nút đơn cho đẹp thôi, không cần phải tháo ra đâu các chị, em may liền rồi. Khi mình mặc mình chỉ cần kéo cái khóa phía sau lên thôi. 249 nghìn đồng. Hello chị Tuyết Hồng nha, em chào chị Hương luôn ạ. 1, 2, 1, 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 kèm ship hả cho em. Sale còn 249k. Tầm 55-65 nha. Eo thì tầm là 84 đổ về. Tại vì cái này em may chiếc eo rồi, nó sẽ không co giãn được. Chị nào tầm eo 84 đổ lại cho em là vừa. 1, 2, 4, 7 sale 249. Giờ hôm trước em bán này 300 mà khách em đặt quá trời, nên hết mất tiêu. Giờ có 2 size, em chỉ còn 2 size cho mình thôi, XL và 2X. À, chị 60 kg vừa không em? Dạ vừa chị Phương Anh nha, vừa. Em cũng chỉ còn cái size cỡ tầm số ghế của chị thôi, 55-65 thôi. Nhỏ hơn thì em hết rồi, mà trên nữa thì em không có. Trên nữa thì cái này không vừa nhưng mà có cái khác đây nè. Em có đầm maxi co giãn như vậy cho các chị mình đây ha. Những cái bo thun như vậy thì sẽ tăng được là 70 kg vừa đó. Đây là 70 kg vừa, còn những cái khác nữa nha. Đây cái này cũng 70 kg vừa nè các chị. Đó mấy cái thường mà bo thun hoặc là cái chất co giãn thì sẽ vừa. Còn lại em mặc thì size chuẩn là 55-65. 1, 2, 4, 7 cho chị Bảo Yên nè. 54 kg, 54 thì vẫn có thể vừa chị yêu nha. Mình cho em xin thêm là cái chiều cao với lại cái vòng eo để em chọn cho cái size nó sát mình nhất nha. Nếu mà vừa thì ok chốt luôn. 249.000 đồng. Chị Teresa Liên chúc đơn 1, 2, 4, 7 luôn. Size XL và size 2X em chỉ còn 2 size thôi. Chấm bài tương tác cho em nha cả nhà, chia sẻ livestream chấm bài tương tác nha. Chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nè. À, lên đầm mà mình muốn em lên đầm body hay là đầm xòe hay là đầm ôm, đầm suông, đầm maxi, đầm ha to ha nhỏ, đầm tối đầm sáng gì đó thì cứ comment cho em sẽ mặc cho mình coi lần lượt từng mẫu. Còn không á thì em sẽ mặc ngẫu nhiên nha. 249 k váy của em, mã số là 1247 nè, khóa kéo phía sau lưng đây. Rồi chị nào chưa có thì lên đơn cho em nha. Sale còn 249.000 đồng. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ qua cho mình xem một em váy khác nữa đây. Nói về giá sale thì đầy luôn, nhưng mà không biết là nó có size của mình hay không thôi. Tại vì đa số hôm nay em có hàng lẻ size rất là nhiều. À em có cái váy này là của bẻ đính đính Vincent đính ngọc trai cho mình nữa nè. Đây mình đợi một xíu nha. Một em váy lụa. Đây em có một em váy lụa nha, của bẻ nè, viền ren đính ngọc trai. Đây các chị xem nguyên một hàng ngọc trai ở đây luôn. Cái này là mình nhìn từ gần mới thấy nè. Còn khi mà em đứng xa mình chỉ thấy nó viền ren thôi đúng không? Viền hết ngọc trai với lại ren nguyên cái cổ áo luôn, từ trước ra sau luôn nha. Chứ không chỉ riêng cái mặt trước đâu. 149.000 đồng. Đây là mã số 1242. Rồi em sale giá 149k mà còn full size cho mình luôn nè. Dạ đúng rồi chị Thảo Trần ơi, mình mua ở trên like của em á, mà chia sẻ cho em 3 lần thôi là em sẽ chốt cái giá sale này. Còn khi mà các chị đợi em tắt like rồi, hoặc là chị nào không chia sẻ like thì mình cứ tính tới giúp em là một đầm 300 nha. Ai không chia sẻ thì đầm nó cứ 300 thôi. Còn lại mỗi đầm này em sale chỉ có 149k bây giờ, tương đương là giảm 50% rồi. Mình chia sẻ có 3 lần thôi mà được giảm tới 50%. Những shop khác người ta bớt cho mình có 5.000, 10.000, bên em là không có bớt, bớt là phải từ 50, 100, 200 luôn. Đầm này bớt 150 cho mình đây. 300 giá cũ hôm nay sale còn 149k. 1242 cho em ạ. 1242 rồi, đúng 149k luôn. 1242 các chị nha, 149k nha. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nè. Sáu trăm mấy á, 65 kg độ về cho em là vừa nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Mua của chính hãng đó chứ mua mấy cái kia nó nóng lắm, nó còn dùng cháy tóc á. 65 kg độ về cho em là vừa nha. 1242 ạ. Mặc lại cho chị mã 2020. Ủa 2020 em đâu có mã nào 2020 đâu ta. Chị ơi mã nào ạ? 2020 thì em chưa có mặc á. À mà cũng không có luôn. Hay là đợi
đầu like có mặt cho mình coi cái mã là 1202 thì có. 1202 là cái đầm này nè, chim hạc phải không? Cái này là 1202 chị ơi. Em còn có hai cái là không có mặc lại được nha. Em mặc hồi đó đầu like luôn rồi. Em còn đúng hai cái thôi. Size 55, 50 đến 55 kg. Đây còn hai size, à lộn hai cái. Còn hai cái là 50 đến 55 kg chị yêu nha. Còn đúng hai cái đó là em mặc rồi, không mặc lại được nữa. Mà không biết bây giờ còn không, là quan trọng là còn hay không thôi. Đây là mình là tranh thủ vô ứng cái nào đặt luôn ha. Nhất là mấy cái ít như vậy, em mặc là nó full size thì không nói. Mấy cái mà 1 2 cái như vậy nè là phải tranh thủ nha. 1202 này chị, chim hạc, nền đen chim hạc màu xanh. Em còn là hai cái là size 50 55 kg. Nếu mà chị vừa thì ok đặt giúp em là 1202 nha. Rồi, em chào chị Tha Phạm ạ, à. Đây là 1242. Ui, cô trường nhầm mã số nha cả nhà. Em đang mặc là 1242 nha. Chị nào mà ưng cái váy của em đây á, cửa bẻ viền ren đến ngọc trai á, phải đặt liền. Tại vì size M chỉ còn 11 cái thôi, size L thì còn 21, còn lại là size lớn hết luôn. Đó, sắp tới là chuẩn bị lẻ size nhỏ nữa rồi. Size 149k nha. À, chị 64kg vừa không em? Dạ rồi chị ơi, nếu mà 64kg á, những cái sản phẩm mà nó size chuẩn như em đang mặc đây thì chị tầm là eo 84 đổ về thôi. Nên nếu mà chị nào trong cái size 2X là tầm 60-65, mình vui lòng đo cho em cái phần eo nha. Chịu khó đo cho em cái phần eo. Eo mình dưới 84 là ok vừa chị. 1271, dạ nó hình như nó lẻ size rồi. Để em xíu nha. 1271. Ui trời ơi, nó còn có một cái à. Nó còn có một cái size 2XL thôi chị yêu ơi. Em không biết nó còn ở đây không. Cái đầm đấy không có còn ở đây rồi. Mà nó còn có một cái size 2X thôi. Không biết là phải size của chị mặc vừa không. Chị à, bé nhỏ ơi, nếu mà chị thích cái 1271 thì em không có ở đây. Em không có cầm cho mình coi bây giờ được. Có gì em gửi hình cho mình coi nha. Nếu mà chị thích em gửi hình cho chị coi. Mà nó còn đúng một cái size 2X, ok vừa thì chốt giúp em luôn. Còn đúng một cái. Rồi bây giờ em sẽ coi mẫu nha. Dạ 149k chị Huyền ơi, 149k. À không hai, chị Tâm Lê nè. Ok chị luôn. Em mặc là 1242, cái này thì full size nha cả nhà. Nền xanh hoa cúc cho mình. Đó, sale luôn. Sale luôn 149k thôi ạ. À ok chị Tha Phạm luôn. Rồi chị cứ nhắn tin cho em chị yêu nha. À, mình cứ nhắn tin cho em cái số điện thoại đi. Mình nhắn qua phần tin nhắn thì các bạn sẽ hỗ trợ cho mình nó lẹ hơn. Tại vì trong live của em là bên này là các bạn tập trung chốt đơn không hà. Còn các bạn xử lý đơn hàng là đang ngồi trên máy tính ở bên kia. Nên nếu có chị cần em hỗ trợ về đơn hàng, mình cứ nhắn tin cho em nha. Sẽ có các bạn hỗ trợ cho mình luôn. Rồi bây giờ sẽ có mẫu khác ạ. 1242 giá là 149k nha. Đây, mình muốn coi bộ nào phía sau của em không ạ? À? Nếu mà muốn thì nhắn tin cho em cái màu nha, comment cho em cái màu đi. Không thì em sẽ mặc ngẫu nhiên nha. Rồi đây, qua cho các chị xem mẫu khác nè. Đây, em lên cho các chị xem thêm một em váy nữa. Đợi em xíu nha. Rồi em lên siêu phẩm sale giá là 99k cho mình đây. Rồi chị nào chia sẻ rồi. Em có đầm sale 99k mà full size đàng hoàng, chứ không phải là hàng lẻ size nha. Hàng full size luôn. Đây có cái mẫu này full size cho mình luôn. Mà sale chỉ có 99.000 đồng thôi. Chất liệu là vải von nha cả nhà. Đầm von 2 lớp có khóa phía sau lưng luôn. À, chỉ là không có túi thôi nha. Em đang sale giá là 99.000 đồng. Có thêm hai cái dây cột eo hai bên nè. Mình có thể cột trước hoặc cột sau nha. Đây, em đang hay thích cột sau. Còn cái này là không có bắt buộc. Tại vì em may cố định nó hai bên thôi. Cột ở đâu là tùy mình nha. Sale 99k váy của em ạ. À, mã là 1244. Đầm em đang mặc đây mã số là 1244, sale còn 99k. Size từ 40 tới 65 em có đủ hết luôn. Full size cho mình nha, 1244 ạ. Ôi trời ơi, rồi xong. Em vừa nói nó full size ai dè đó, nó hết mất tiêu rồi. Sorry các chị, hiện tại chỉ còn hai size thôi. Mới qua một đêm, tối hôm qua còn full size, bây giờ nó hết mất tiêu. Em còn hai size là XL và 2X thôi. Đó, thường mà đầm sale rẻ như vậy thì nó sẽ không có còn gần nhiều mà lâu đâu các chị ạ. Thiệt luôn, sale có 99k mà bé rẻ quá trời. Em đang mặc hả chị? Em đang mặc là 1244, đầm von 2 lớp,
khóa phía sau lưng, thêm cái dây cột eo và đính nút ở trên này mà sale chỉ có 99k thôi đó. 1244 cho em nha, chia sẻ livestream nha. Đối với bộ đồng này là bắt buộc phải chia sẻ live cho em 3 lần nha cả nhà. 1244 nha. 1244 kèm số điện thoại cho em. Rồi. Về cho em là vừa nha cả nhà, 55 tới 65 kg nha. 55 tới 65 kg là mặc vừa cho em ạ, à. Sale luôn. Sale luôn cho mình còn 99k nha, 1244 ạ. À. Đã chia sẻ livestream. Ok chị Đặng Sáng nè. Rồi em đang mặc là 1244, đầu này còn hai size, 54 cho chị Tâm Lê cái 02 nè. Đối với mẫu của em á thì em chỉ còn cho mình hai size là XL với lại 2X. Nhưng mà cái đồng này nó có thêm cái dây cột eo nè thì mình sẽ không có lo nó bị rộng nha. Nếu chị nào mà nhỏ người xíu thì vẫn có thể mặc được cái váy này. Mình mặc nó hơi rộng, mình chỉ cần cột cái dây này vô giúp em thôi. Đó, mình chỉ cần cột nó lại, eo tới đâu mình cột tới đó giúp em là cỡ tầm 50kg cũng mặc được luôn nha. Ai cỡ tầm 50 đến 65 thì cứ đặt cho em thôi, sale 99.000 đồng. 1244 cho chị ạ. À. Một mình luôn. Ok chị yêu, 58kg mặc vừa chị ơi, còn size của chị nè, em còn hai size nha. Đây nó có cái dây cột eo nè. Đó thì nếu mà hơi rộng thì mình chỉ cần cột nó lại thôi. Sao 99.000 đồng giúp em, 1244 99.000 đồng. Để em coi mặc cái nào đây. Em sẽ mặc cho mình coi cái đầm. Em đang mặc là 1244 nha cả nhà. Chị nào chưa có thì mình lên đơn cho em nha. 55-65kg là mặc vừa hoặc 50-65 luôn. Ship là bao nhiêu chị quên hỏi chị. Thành phố Hồ Chí Minh ship có 10.000 đồng mà chị Hồ Điệp ơi, rẻ lắm. Tiền ship bên em là thành phố chỉ có 10.000 thôi mà ship tỉnh chỉ có 30k thôi, thiệt luôn. Là tiền đồng em còn sale cho mình tới mấy trăm một đồng thì huống hồ chi tiền ship đúng không? Ship bên em đã hỗ trợ cho mình rồi chị yêu, đừng lo nha. Thành phố ship 10k và ship tỉnh là 30k. Chị Hồng lấy cái 4465 kg nè. Còn Hồng á, mình ráng nộp đơn cho em từ 509 trở lên mình sẽ không tốn tiền ship luôn, thì xem cái like này coi là ưng được cái nào, hay là mình rủ bạn bè người thân mua chung để mà gộp đơn 600 mua mấy cái gì đó, không có tính theo cái nha, tính theo tổng hóa đơn, cứ 509 trở lên là sẽ không tốn tiền ship ạ. À. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Này, em lên cho mình coi thêm mấy cái váy khác nữa nè. Đây mình đợi em xíu nha, 65 cái đổ về cho em là vừa nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em ha. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Về cho em nha. Tiếp theo bây giờ em sẽ qua cho mình một em váy nữa nè. Em sẽ mặc da bell đi. Em có cái đầm bell này sale chỉ có 199k thôi nè, giá rất là rẻ luôn. Đây là 1262 cái chị nha, đầm bell vàng. Đầm bell vàng mà sale chỉ có là 199k thôi. Rồi chúc cho chị một cái em đang mặc nhé. Chị ơi mình cho em xin cái mã số chị nha. Tại vì em mặc nhiều đầm quá, trong cái livestream mặc tới mấy chục cái lận thì không biết mình lấy cái nào. Không phải em làm khó mình đâu, và tại vì nếu mà mình không có mã số thì bên em đã có lên là 1.300 hơn mã đầm rồi. Thật sự luôn là nếu không có mã em không chút được, chứ mà em khó cái chị chi hết trơn á. Nên là mình chịu khó đặt cho em đúng cái mã vào nha. Chị Quyên lấy cái 45. Ồ em mới mặc qua là 44 chị ơi, đặt lại giúp em đây đúng không? Đây là 1244 chị yêu nha, coi chừng nhầm. 1244 chị ơi, mã số là 1244. Nhầm là em giao lộn á. Mà cái 45 chị đặt là cái sơ mi khác. Cái 45 là cái này nè. Đây cái 45 là cái này. Và em đang xem nó là 300 nha. Còn cái mới mặc hoa là 44. Em xem nó có 99.000 đồng thôi. Hai mã số khác nhau là hai cái giá khác nhau liền. Rồi xong chưa, bây giờ qua cái đầm beo của em đây. Đầm beo là 1262. Hiện tại em còn cho mình là 3 size thôi. Hết một size rồi. 1262 lẻ size các chị nha. Đầm beo của em đang mặc lẽ mất một size, em chỉ còn 3 size cho mình và sale giá là 199k.
Chị Ngọc Hiền, chị 57kg, 1m52. Dạ rồi, ok, có sai vừa. Chị cứ lên đơn giúp em nha. Đối với đầm này của em á, thì cái chất liệu của nó là vải lụa. Đính ngọc trai trên cổ áo này, đây các chị coi. Đính phụ kiện ngọc trai trên này. Túi hai bên, đó, và khóa phía sau lưng của em đây. Sale giá là 199k nha. Mã số là 1262 ạ. Mã số là 1262 nha cả nhà. Giảm còn 199k trong like của em. Cứ 40 tới 65kg giúp em là vừa nha. Chào chị Minh Thảo ạ, chị Bảo Trân Phạm, cho chị đầm của em size 56kg dạ, ok chị yêu luôn. Rồi còn chị nào chưa có không? Mình đặt ở trong live nha, tại vì khi mà tắt live lên về giá cũ á, ai mà mua ngoài cái live stream này ra thì cái giá của nó sẽ là về giá cũ nha cả nhà. Nên là cố gắng mình đặt sớm giúp em cái mã số vào để em chốt đơn cho mình cho nó dễ nha. Rồi 1262. 1262 kèm số điện thoại cho em nè. Chị Lan Ngọc chúc cho chị hai cái 62, một cái size L, một cái size XL. Ôi chị yêu ơi, bây giờ em còn cho mình là size M, size XL với size 2X thôi. Chị tăng lên hai cái XL giúp em được không? Chứ em hết size L mất tiêu rồi. Nếu mà mặc hơi rộng xíu thì bây giờ chỉ có nước là chịu khó về bắp eo thôi. Chứ là giờ cũng không còn cách nào khác thiệt luôn. Em lẽ size mất tiêu. Giờ chỉ còn size M, nạp XL với lại 2X nha. Sale giá là 199k cho em thôi ạ. 199k nha cả nhà, mã số là 1262 nha. Rồi 1262 kèm số điện thoại cho em nha. 65kg độ về cho em là vừa. 40-65kg là mặc vừa cho em luôn. Sale giá là 199.000 đồng. Tím mới về hả chị? Tím mới về nè, đây tím mới về. Trời ơi đẹp mê hồn luôn. Nhìn thôi là đẹp rồi, chúc em mặc cho mình coi nha. Sau cái đầm này đi, đợi em 1 phút đợi nha. Mặc cái tím cho mình coi, không đẹp không lấy tiền. Hàng giao về tận nhà cho kiểm tra hàng luôn. Mẫu của em đây là 1262 ạ. Sale giá 199k thôi. Cho chị ạ. Dạ, cho chị dạ, Kim Tình chúc đơn 1262 nè, ok chị yêu luôn. Em còn 3 size nha, size M nè, size XL với lại size 2X. Chị nào 40-65 thì vẫn là size chuẩn là 40-65. Còn mà rơi vào trong cái size L trong đó thì coi như là hết nha. Có gì mình tăng lên một size giúp em, hoặc là mình lùi sang mẫu khác. Tại vì cái nào mà hết rồi là hết luôn. Lô hàng mới em về rồi, cái này là của lô trước, hết là hết luôn, không về thêm nữa. Đây em sẽ qua mẫu đầm tím cho mình coi nè. Em lên cái đầm tím mới về nha, tím mới về mã số là 1293. Rồi đầm tím mới về mã số là 1293 các chị yêu nha. Hôm nay sale cho mình luôn. Giảm trong bài livestream này chỉ còn có là 299.000 đồng thôi. Cái này là mẫu mới của nhà em ha. Đặc biệt là cái phần ngực áo của mình là có rút dây. Đó, mình rút càng nhiều thì nó nhúng càng nhiều ở đây. Còn ví dụ mà không thích nó nhúng nhúng như vậy đúng không? Khỏi rút, thắt cái nơ bình thường cho em thôi. Không cần phải rút lên. Em may cái sợi dây này là rút được nha. Ai thích thì rút, còn thích thì thôi nha. Chứ không phải là bắt buộc phải như vậy. Cái này là em đã rút rồi. Còn chị nào không thích thì mình xả nó ra cũng được luôn. Sale còn 299k. Mã số là 1293 cho em nè. Dạ em đang mặc là 1293, cái này hàng mới chị Quyên nha. Đây là giá tiền của nó là 299.000 đồng. 65kg độ về cho em là vừa luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 40-65kg vừa, hiện tại còn full size. Màu tím là 1293 nè. Em còn một màu nữa, em còn màu đen nữa. Giống với cái em đang mặc ha, thì có thêm một tông màu đen. Màu đen là 1292 nha cả nhà. Hai cái mã nó khác nhau nha. Đây là màu đen nè. Rồi, em mặc là màu tím trước nha. Bây giờ em giới thiệu riêng từng mẫu ha. Màu tím là 129, 1293. Chị Jessie Tâm chúc đơn cho chị là 1293 tím này. Chị Huệ 622X dồn đơn này, ok luôn. Rồi, còn chị nào chưa có mình đặt giúp em nha. Tím là 1293 ạ. Sale giá là 299.000 đồng. Đây cái dây này các chị mình không thích, mình có thể là không rút nó cũng được luôn. Đây các chị nha. Đó, mình không rút thì nó sẽ bình thường như vậy, nó sẽ không có nhúng hai bên. Nó sẽ không có nhúng hai bên cái đường này nha, mình có thể là không rút cũng được. Đây là không rút nè, còn khi mình rút lên nó sẽ khác. Đó, nó sẽ nhúng lại. Thì cái này là tùy mình, em không có bắt nha. Em giao tới mình muốn mặc sao mình mặc thôi. Em đang sale cho mình là 299k 1293. 65kg độ về cho em là vừa.
Chị Linh Vi, chúc cho chị, cái em đang mặc size 2X, cái đầu này hả chị hay là cái em mới mặc qua? Em mới mặc qua là cái mèo vàng là 129, 1262, còn bây giờ cái này là 1293 chị ơi. Mình cho em xin cái mã đi cho nó dễ, tại vì em sợ mình đặt không có đúng cái mã số, là em giao tới lại không đúng cái đầm mình thích là mất thời gian gửi đi gửi lại thôi. Nên là chịu khó đặt đúng cái bảo giúp em nha. 1293 màu tím nè. Sale còn 299k luôn. 65kg độ về full size chị Thảo Trang ơi. Hàng mới đây là full size. Cứ tầm 40 đến 65kg là vừa cho em luôn ha. Rồi ai chưa có mình cứ đặt hàng cho em ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm sim thoại cho em là ok nha. 1293 nha cả nhà. 1293. Một hai chín ba kèm số điện thoại cho em nha, size M, size L, XL và 2X luôn, full size cho các chị ngày hôm nay ạ. M, L, XL và 2X. Ui trời, M, L, XL và 2X nha cả nhà. Đó, ai chưa có mình đặt cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi xong chưa, tiếp tục bây giờ mình sẽ qua cái khác được chưa ạ? Mình làm xíu nha. Rồi 1293 các chị nha, em sale cho mình là 299.000 đồng. 1300 hả chị? 1300 là mã nào ta, chị đợi em xíu nha. Để em coi lại cái đã, em chưa có nhớ hết mấy cái mã số. 1300 1300 à. Cái đầm mà sơ mi. Rồi em biết cái đầm đó rồi, chị đợi em xíu nha, để em mặc cho chị coi cái sơ mi đó. Cái đó là nền của nó màu xanh đen. Đợi em chút nha. Cái này là gì đây? 1305. Đây. 1300 nè chị ơi, đây 2300 nè. Mình đợi em xíu nha. 65kg đổ về cho em là vừa, ai chưa có cứ lên đơn cho em luôn ạ. Em đang mặc là 299.000 đồng nha, mã số là 1293, đầm tím là 1293 nha. Tiếp theo em sẽ qua cho mình coi thêm một em váy khác nữa nè. Đây em lên cái 1300. 1300 thì chất của nó cũng là vải lụa luôn, may kiểu là sơ mi cho mình. 1300 chất lụa mango nha, sơ mi lụa có túi hai bên luôn. Rồi sơ mi lụa tay lỡ có hai túi hai bên. Đây 1300 nè chị yêu ơi, em đang sale là 299.000 đồng. Dạ cái tím em mới mặc qua rồi chị ơi nha, vô trễ mới có 1 phút thôi là coi mất cái khác rồi. Cái tím có mặc qua rồi, giá là 299k. Rồi cái của em đang mặc á, mã của nó là 1300 nha. Đây 1300 sơ mi lụa nha cả nhà. Em mặc đầm gần cái đầm sọc, đầm gần cái đầm sọc hả chị, là cái gần cái đầm sọc à, chị muốn coi cái hoa đỏ này hay sao ạ? Nền đen hoa đỏ này hay là cái này là maxi, cái này là maxi hoa hồng, còn cái này là nền đen hoa đỏ, nó giống cái tiếng nó vừa mặc xong là cái dây rút ngực, cái dây rút ngay ngực. Đại thích cái nào mặc cho chị coi nè, cái hoa đỏ hay là cái maxi kế bên. Em mặc đây là 1300 nha. Trong thời gian chờ đợi em sẽ giới thiệu cái váy này, sơ mi lụa của nhà em ha, nền màu xanh đen, có phối này họa tiết gì cũng không rành luôn, cũng không biết hoa văn gì luôn. Em chỉ biết đó là có họa tiết đẹp cho mình thôi, rồi có hai túi hai bên nè. 65kg đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có lên đơn ạ, em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em full size M, L, XL và 2X luôn. Sale giá là 299.000 đồng. 1300. Rồi em có đều luôn, tính ra là mỗi size em còn cho mình là tầm được 50 mấy cái. Em về cái đầm này là mỗi size về 200 cái. Mà mỗi size em về cho mình là 150 cái. Mà tính ra đến hôm nay mới có vài hôm thôi, nó chỉ còn tầm 50 mấy 60 cái mỗi size thôi nha. Cũng gần hết rồi đó. Sale là 299k cho mình. Chị Linh Nguyễn lấy cái 1300. Hoa đỏ, à cái hoa đỏ thì nó sẽ giống với cái em mới mặc nha. Hoa đỏ nó sẽ giống với cái mới mặc, là nó có cái rút dây ở đây, nó đi trang cái tím ở mặt luôn. Nên là chị đợi em một chút xíu nha, sau một đầm nữa đi em sẽ mặc qua cái này, tại vì hai cái nó giống kiểu với nhau thì em không có mặc liền được. Các chị đợi em tầm vài phút nữa nha, sau cái đầm này em lên cái khác để mặc cái này cho mình coi. Đợi em vài phút nha. Em sẽ mặc cho mình coi cái này đây ta.
Rồi chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em ạ. 1300 nha cả nhà. Sale cho mình là 299k nha. Đầm sơ mi lụa. Đầm sơ mi lụa sale 299.000 đồng. 65 chế độ về cho em luôn. 40 đến 65 kg là mặc vừa full size. Full size ML, XL và 2X. Full size ML, XL và 2X nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em ạ. một ba không không chốt size L cho chị Ngọc An, ok luôn. Rồi 40 đến 65 kg cho em là vừa nha. Sơ mi lụa 1300 nè, em sale cho mình là 299.000 đồng luôn. Chị nào chưa có cứ đặt giúp em nha. 1300. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè, em sẽ lên cho mình cái đầm 49 còn hai size lớn nè. Rồi đợi em xíu nha, bây giờ chuyển mẫu nha cả nhà. Mình lấy mẫu nào đặt sớm giúp em ạ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần để áp dụng giá sale nha. Rồi qua một em váy là cổ đắp chéo nè, váy lụa. Váy lụa nền xanh hai trắng dị vàng cổ đắp chéo cho mình đây. Hiện tại em cũng đang sale là 159.000 đồng thôi. Mà em lẽ sai mất tiêu rồi. Đây, em lẽ sai mất tiêu rồi. Bây giờ nó chỉ còn hai size cho mình là size size XL với lại size 2X nha. Cổ chéo nha cả nhà ơi, cầm cổ chéo lụa nền xanh hoa trắng nhị vàng. Đây. 1187, 1187. Em không biết là nó còn hay không ấy chứ, 1187. Em còn một cái size L ấy chị ơi, còn một cái size L, giá của nó là 199k chị Mỹ Lý, bình thường nó 300 á. Tính là hôm nay đã sale rồi. Bình thường nó 300 mà hôm nay sale có 199k thôi. Còn đúng một cái size L, nếu mà chị vừa thì chị đặt luôn nha. Em đang mặc là 1249 trước đi. Sau các em coi cái hoa đỏ phía sau ha. Bây giờ mình chốt cho em cái này trước là 1249. Đang sale cho mình luôn là giá tiền của nó là 159k còn hai size XL với lại 2X. 55 đến 65 kg giúp em là vừa. 55 đến 65 kg giúp em nha. Đây là 1249 ạ. Em còn cho mình là hai size XL và 2X tương đương là 55 đến 65. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha. 1249 kèm số điện thoại cho em. Còn cho mình là hai size nha cả nhà. Em còn cho mình là hai size nha. Rồi chị nào từ 55 đến 65 kg là vừa cho em luôn. 159.000 đồng thôi. Mã số là 1249. 1249 kèm số điện thoại cho em nè. Em chào chị Kim Sa luôn nè, chào chị Đặng Liên luôn. Chị giọt nước tràng ly. Đầm em đang mặc còn size lớn hơn em. Dạ đối với bộ đầm của em đây thì size chuẩn là 65 kg độ vàng. Em còn hai size tương đương số ký là 55 đến 65. Nên nếu mà chị thích cái váy này thì mình lên đơn cho em luôn ha. Đầm cổ đắp chéo nè cả nhà. Em giao tới nó cũng chéo như vậy thôi, nó sẽ chưa có đơn gì hết. Nên là nếu có chị về á, mình thích thì mình để nguyên mặt luôn. Còn không á, ai sợ hỏi đơn lại giúp em. Đơn cho em một cái nút bấm vào đây hoặc là cố định chỉ vào luôn cũng được nha. 1249 ạ. 159.000 đồng. 159.000 đồng nha cả nhà. 55 đến 65 nha. Dạ rồi, em chào chị Trang Võ luôn ạ. Chị Mai Nguyễn nè, chúc 1249 nè. 55 đến 65 cho em nha. Ai chưa có cứ lên đơn nè. Em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Form xòe khóa phía sau lưng và có thêm hai cái túi hai bên nữa. Độ dài này thì cũng tầm là dài đó các chị, cũng tới bắp chân của em rồi. Em có bé 6 là tới bắp chân nè. 159k nha. Em mặc màu hoa, màu nền không sặc sỡ, màu nền không sặc sỡ hả chị? Nếu mà vậy thì những cái màu nhẹ nhàng đúng không? Rồi màu nhẹ nhàng thì em sẽ có những cái màu như là cái này, em thấy nó nhẹ nhàng rồi chị, xanh hoa màu vàng vàng cam cam rất là nhẹ nhàng. Thì em có cái mẫu này trước ha, để em cầm cho mình coi mấy mẫu nha, tại vì đa số là nó lẻ thái hết trơn rồi. Đó là màu nhẹ nhàng của bên em. Không thì em sẽ có cho mình tính nó nhẹ nhàng cũng đợt này cũng hơi hiếm ha, đa số có màu sáng sáng cho mình không hả. Mình nếu mà chị thích màu nhẹ nhàng thì không, em cũng không biết ý chị là cái nền nó là màu tối hay là chị muốn là cả màu nền cả hoa màu tối luôn. Tại vì đa số chuyến này em có cho mình là toàn những cái hoa màu nổi nổi không hả.
Mã số sản phẩm kèm sim họa cho em là ok nha. Nếu mà tính ra màu nhẹ nhàng đồ này cũng hơi hiếm, hoặc là đầm trơn một màu luôn. Còn không thì chị chỉ có hoa cho mình là màu hồng, màu trắng, hoa màu tím, hoa màu xanh này kia thôi. Còn màu nhẹ nhàng thì em chỉ có những cái màu trơn như vậy nè, là nó sẽ nhẹ nhàng luôn. Một là trơn màu đen luôn, hai là trơn màu xám đó nha. Còn không thì em có biết cái hoa này không biết được không? Cái này được không chị? Cái này cũng nhẹ nhàng nè, hoa màu cam đất thôi. Này thì em sale giá chỉ có là trăm rưỡi mà 70 kg mặc vừa luôn. Màu này được không chị yêu ơi? Xanh hoa cam nè. Đó là em thấy là mấy cái màu nó nhẹ nhàng lắm rồi đó. Hoặc là cái này là xanh hoa màu cam cam nhẹ nhàng nè. Đó. Rồi em đang mặc là 1249 nha. 63 hả chị? 63 để em coi coi. Mình thích mẫu nào mình cứ nhắn tin cho em đi để có gì em kiểm tra lại báo cho mình luôn. 63 còn hai cái size L và hai cái size 2X là vừa còn size chị hỏi luôn á. Nếu mà chị lấy thì cho em xin số điện thoại. Tại vì những cái mẫu đó sẽ không có về thêm nữa. Nên nếu mà ai đã thích rồi thì mình đặt luôn cho em nha. 1249 là mẫu của em. Dạ rồi bây giờ em sẽ có mẫu khác nè. Em lên cái nền đen hoa đỏ này theo ý của chị khách của nhà em. À quên, còn cái màu nhẹ nhàng thì quên là có cái maxi đằng sau kìa, nền xanh hoa màu hồng phấn là dễ thương. Để mình đậm xíu nhá, để em thay cái đầm này cái đã. Này, em coi cái đầm này đi rồi em cầm cho mình coi cái xanh kia. Quên mất tiêu cái đầm maxi này. Màu đúng nhẹ nhàng luôn. Vừa nhẹ nhàng vừa đủ tính cho mình luôn mà vừa dài thước tha co giãn được 70 kg. Hàng hot mà em quên mất tiêu. Rồi đen hoa đỏ nè, em đang sale là 299 nha. Màu đen hoa đỏ mã số là 1292. 72 kg cho chị màu tím. 72 thì màu tím không vừa là chị yêu ơi. 72 thì bên em bây giờ chị có cái maxi này nè. Để em cầm cho chị coi nha. Đây, em có cái maxi này là vừa nhẹ nhàng mà vừa co giãn vừa dài thước tha luôn. Sale không em à chị bị lý thôi, cái 63 thì em đang sale giá của nó là 199 mà không biết là bây giờ nó còn cái nào ở đây không, tại bữa giờ nó hết mất tiêu như không có rồi. Để em gửi hình cho chị coi nha, em gửi hình cho chị. Còn cái giá tiền là 199 ca chị nha. Màu này nhẹ nhàng nè các chị ơi, nền xanh hoa màu hồng phấn, ở phía trên cái hoa này em còn có viền kim tuyến nè. Đó, viền kim tuyến trên cái hoa này, trên cái lá nè, rất là dễ thương. Em này là maxi dài nhất của nhà em luôn. Cái dáng là dài nhất và bao thân phần eo, tăng được là 70 kg vừa luôn. Nha, xíu mặc cho mình coi nha. Rồi, bây giờ cái mẫu đầm của em đây á là 1292 nè. Đối với mẫu đầm này em sale là 299k, giá tiền là 65 kg đổ về cho em là vừa nha. Rồi, có loại dài tới mắt cá chân hả chị? Cá em mới cầm luôn. Cái em mới cầm luôn nè, hai cái đầm này là dài tới mắt cá chân. À không biết chị cao bao nhiêu quên. Nếu mà chị cao tầm 1m5, 1m55 thì sẽ dài tới mắt cá chân luôn. Có thể chấm ngót luôn. Còn nếu mà chị cao tầm 1m6 trở lên thì nó sẽ là lưng lửng tới mắt cá chân được không chị? Em cũng chưa biết là chị cao bao nhiêu. Đây hai cái đầm này là đang là cái dáng đầm dài nhất của bên em. Là phải nói hai đến hai cái đầm này. Vừa là maxi vừa là bo thun co giãn được luôn. Tăng thêm là 5 kg vô mỗi size nữa nha. Em có là xanh hoa hồng và cái này là đen hoa tím. Đây là hai cái dài nhất. Còn ngoài nó ra thì mấy cái khác nó chỉ là lỡ lỡ tầm tới bắp chân của em thôi. Đó. Mình có thích màu nào không? Xanh hoa hồng hay là cái đen hoa tím cho mặc cho chị coi. Còn bây giờ tới cái mẫu của em đây là 1292. Cái đầm này thì nó giống hệt với cái tím vừa rồi em mặc luôn. Cái tím phía sau nè là sẽ có dây rút ngang ngực áo của mình. Đó, mình rút nó nhiều thì nó sẽ nhúng nhiều hai bên này. Còn mình rút nó ít thì nó sẽ không có nhúng luôn. Cái này là tùy mình ha. Phía sau cũng có khóa kéo nè. Hai túi hai bên cho mình luôn. Em đang sale là 299k hàng mới về. 299k 65 kg độ về cho em. Maxi là 300 với chị Sáu Hoàng nha. Hai cái maxi này đều là 300 hết. Em đang mặc cũng 300. Nó sẽ tùy mẫu nha. Hai maxi phía sau cũng bằng giá cái của em là 299k. Bảy tám. Rồi. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em nè. Đầm đang mặc là 1292. Màu tím là 1293 thì em có mặc nó qua rồi. Đây là
là tím. Tím là 1293 nha, màu tím cũng đẹp. Ai thích nhẹ nhàng thì chọn cái tím, còn thích dễ mặc hơn, nổi hơn thì chọn cái màu đen hoa đậu của em nha. Đồng giá là 299.000 đồng. Tím là 1293, tím là 1293, còn em mặc là 1292 nè. Chị nào chưa có mình lên đơn cho shop nha. Sale còn 299k cho mình thôi. 65kg độ về cho em là vừa, full size cho mình luôn. 40-65kg là mặc vừa cho em nha. Đang sale còn 299.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X. Áo màu đen. Áo màu đen thì em có cái váy nhung này, em có mặc qua nó rồi. Còn em sẽ có cái váy đen khác để em mặc cho chị coi cái khác nha. Còn cái này em mặc rồi, em sẽ cầm cho mình coi. Đây là màu đen nhung. Trời, thấy lấp lánh không các chị? Đó, váy nhung nha cả nhà. Đầm nhung ánh kim. Đầm nhung ánh kim các chị nha, mã của nó là 1314, siêu lấp lánh luôn. Và cái form của nó là dạng ôm suông các chị, đầm ôm suông, lấp lánh cực kỳ đẹp nha. Sale còn 299k. Cái này em có mặc qua rồi chị yêu ạ, 1314. Để em kiếm cái khác mặc cho mình coi sau ha. Nó đã mặc rồi, không mặc lại được. Nhưng mà em còn cái khác, còn em còn cái đen này cũng lấp lánh không kém nè. Mà cái tay của nó là tay lỡ, nó sẽ hơi khác kiểu xíu. Đây, em có cái này cũng lấp lánh nè, nhưng mà hơi khác một xíu, không lấp lánh bằng cái kia. Cái nhung lấp lánh nhiều hơn. Còn cái này là Apache, nó chỉ lấp lánh vừa phải thôi. Rồi, sale cho mình là 299k váy của em nha. 65kg độ về cho em là vừa nè. Áo đầm kế màu vàng hả chị? Áo đầm kế màu vàng thì em không biết là chị hỏi cái này. Cái này là xanh hoa màu cam. Hay là chị hỏi cái này là cái đầm bo thun. Em có một bên là cái bo thun nè, một bên cái là cái rút dây, rút thun ở tay nè, không biết chị hỏi cái nào. Chị cho em xin cái kiểu nha, mặc cho chị coi. Này là rút thun ở tay, còn là rút thun ở phần eo. Rồi, thích cái nào nói em mặc cho mình coi nè. Cái đầm này thì 70kg vừa nha. Rồi, đợi em xíu nha. Sau cái đầm này em sẽ mặc qua cái em đang mặc cái nào em quên mất tiêu rồi ta. Em đang mặc là 1292 cái chị nha. Ôi trời, 299.000 đồng nha cả nhà. 1292 1292, 299.000 đồng. Ai chưa có cứ lên đơn cho em luôn. Em chừa hàng chừa size cho mình. À, chị khách muốn coi cái màu xám với lại là muốn coi cái kế bên cái vàng thì em không biết là cái bên nào. Bên này là rút thun ở tay, bên rút thun ở eo thì thích coi cái nào mặc cho mình coi. Tay rút ok. Vậy đợi em một chút xíu nha. Sau cái này em sẽ qua cái đầm sale 99k trước. Xong rồi sẽ qua cái màu xám với lại là qua cái đầm đúc tay, ok chưa? 5253 hả chị? 1252. 52 với 53 là mẫu nào ta, em quên mất tiêu. Để em xíu để em coi cái mã số nó là cái gì đã, thiệt luôn á. À, hai cái sơ mi đúng không? Rồi em nhớ rồi, hai cái đầm sơ mi tay ngắn có zip ly phần eo và không có may túi. Rồi em biết cái đầm đó rồi, mà không biết là nó còn không. Chị đợi em xíu nha. Rồi bây giờ trước tiên thì em sẽ sale qua cái đầm này, tại vì nó đang sale chỉ có 99.000 đồng thôi. Đây là trường khách hàng nha, em sẽ lên đột xuất những cái mẫu sale 99. Thì cái màu vàng của em đây ạ, form suông chữ A màu vàng, sale với giá tiền là 99.000 đồng thôi, em quên. Sale cho mình là 99k thôi. Đây là 1241 nha cả nhà, màu vàng hoa cúc. 1241. Ôi trời, hết size L. Em hết size L nha, 99k màu vàng hết size L. À, 92, dạ đây là chất lụa chị nha. Cái đầm mà rút thun em mới mặc xong. À, rút dây, rút ngực ở phần này để em mà mới mặc qua xong là vải lụa chị yêu nha. À, chị đặt đầm mẫu 1228. Có nhân viên xác nhận mà tới nay chưa nhận được. Vậy hỏi chị 1228 hả? 1228. Chị đợi em xíu kiểm tra cái nó còn không nha. 1228. Ôi tình hình là em hết mất tiêu rồi. Nếu mà các chị mình đặt hàng mà mình đợi mà qua 7 ngày mà chưa có giao tới á, thì mình nhắn tin giúp em. Tại vì một phần là có những cái mẫu là thứ nhất là bị lạc hàng, thứ hai là nó không còn luôn. Tức là khi em chốt thì nó còn, nhưng mà đến khi mà em gói hàng giao cho khách á, thì nó lại trên kho lại không có cái nào. Thì vẫn có trường hợp đó xảy ra. Thì nếu các chị mà chờ mà lâu quá rồi qua 7 ngày mà chưa có hàng, mình nhắn tin cho em liền. Em mới kiểm tra thì cái 28 là em hết rồi chị yêu ơi. Nên là có thể đó là lý do mà chưa có giao hàng cho mình được, là em hết mất tiêu rồi nha. Rồi đây là 1241. Em mặc sale giá 99.000 đồng nha, 99k, 65kg độ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. 1241 giúp em 99.000 đồng. À, sau cái này mặc cái xám nha. Đây các chị có hỏi cái xám. Rồi đợi em xíu sau cái đầm này đi. Bây giờ trước tiên là mình đặt cho em cái váy của em trước. Mã là 1241. 1241 kèm xếp hạ cho em sale 99.000 đồng. Sale 99k váy của em nè, chị nào chưa có thì lên đơn nha. Rồi em chưa hàng chưa sao cho mình luôn.
Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Còn 3 size là size M, size XL với lại size 2X nha. Đầm màu vàng phong suông chữ A, sale 99 000 đồng chỉ còn 3 size thôi. Sale cho mình 99k thôi chị Hằng ơi, chị phải mua trong line nha. Còn khi em tắt line nó về 300 á. Rồi ok chị Thao Phạm là cái này đúng không? Ok chị yêu đậm xíu luôn nha. Đợi em vài phút nữa nha, sẽ mặc cho chị coi cái đó. Bây giờ trước tiên cái vàng này cái đã 99 000 đồng thôi. Ai lấy màu vàng hoa cúc đặt giúp em là 1241. Giá sale là 99k, chị nào chưa có thì cứ lên đơn cho em luôn. 1241 kèm số điện thoại cho em. Chị Thư Phạm chốt đơn 1241 nè. Chị Hân Trần cho chị cái em đang mặc size 48 ký dạ. Ok chị yêu luôn có. Em còn cho mình là 3 size. Em còn size M nè, size XL với lại size 2X nha. 99 000 đồng thôi, chỉ sale trong like và chỉ khi em mặc đứng đây thôi. Còn một hồi nữa, lỡ như em tắt đi cái like này rồi là sẽ không còn hợp lệ là không chút nữa đâu nha. Ai muốn mua giá sale là phải mua trong like của em. Thấy em mặc cái nào đẹp là mình đặt luôn nha, 99k thôi ạ. Ok chị Phương Thảo này, 1241 chút cho chị luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua cái màu xám trước. Qua cái xám trước xong rồi mặc cái rút tay cho mình coi nha, đợi em xíu. Đây, cái màu xám này là dạng mặc đi làm này các chị. Cái này là phù hợp cho những chị nào mà thích cái sự mà sang trọng, kín đáo thì chọn cho em cái váy này màu xám. Đây, màu xám các chị nha, cái kiểu này của nó là cái cổ đắp chéo nè. Đầm này là cổ đắp chéo nha. Và khi em giao tới là nó sẽ có sẵn cái này luôn. Là giống như em đang mặc nè, là nó có sẵn cái phụ kiện này luôn. Trời ơi đẹp quá không đẹp à. Không lẽ chỉ vì cái nào mẹ mua cái đồng này luôn có thiệt luôn, nhìn nó rất là sang luôn các chị. Với cái tông màu xám này của đắp chéo nha. Vậy hỏi chị Ngọc Thủy, tại vì hồi nãy là em chỉ mới là có thể là cái lý do thôi, là em chưa có chắc chắn là cái lý do của chị là vì sao chưa nhận được hàng. Em chỉ là có thể nên là em chưa có biết chắc chắn rồi em chưa có trả lời cho mình được ha. Cái này để có gì em kiểm tra cho, tại vì nhiều khi là em giao rồi mà nó chưa tới, hoặc là giao rồi mà nó bị lạc hàng, là do bên shipper ta làm lạc hàng của em thì em còn đòi tiền của người ta lại nữa, ta mất cái đồng đó bao nhiêu tiền em đòi lại. hoặc là có thể là em hết hàng không giao cho mình được, thì em chưa biết là cái lý do cụ thể là gì, thì mình chờ em để có gì em nhắn tin cho mình biết chị yêu nha. Chứ giờ em cũng chưa có chắc chắn nữa. Chị Hệ Trương, cái đỏ là cái này hả? Cổ vest màu đỏ đô nha, để em xíu luôn. Rồi bây giờ tới cái màu xám này đi. Màu xám này là 1309, đính sẵn một cái phụ kiện ở đây luôn nha. Cái chất này là chất mới về của nhà em, poly hai da. Chị nào có mua đồng nào chất này rồi là sẽ biết cái giá thì nó sẽ cao. Còn bên em bán cho mình ngày hôm nay chỉ có là 299k thôi. Poly hai da cái chị giao với tông màu xám nè, cổ đắp chéo nha. Cái này em giao tới là cũng chưa có đơm gì hết, ai sợ hở thì đơm lại giúp em, mình nhíp lại cho em xíu ở đây là nó được ha. Em chưa kéo hết phía sau nè. Rồi, màu xám nha cả nhà ơi, dài vừa qua gối của em luôn. Tầm 65 cái độ về cho em là vừa. Poly hai da, mã số là 1309. Cái đồng này là không đẹp không lấy tiền của khách đâu thiệt. Có thể là qua vài hôm để em sẽ lại tăng cái giá lên á. Tại cái chất này về nó cao quá, cái giá tiền về nó cao, mà trong khi là em đang sale hiện tại có 299k thôi hà. Rồi, chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha, em chưa hàng chưa sao cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ, 1309. 1309, giá tiền là 299k nha, đầm cổ đắp chéo ạ. Đắp chéo có size 70, dạ không. Dạ không, là chị Tú Phượng ơi, đầm của em đang mặc nó chỉ có size là 65 độ về thôi. Còn mấy cái khác mà size 70 á, là cũng cổ tròn thôi hả. Em có cổ tròn size 70kg như cái đầm maxi này, là cổ tròn 70kg, hoặc là cái này cũng cổ tròn luôn. Tiếc quá à, có cổ kiểu nào nữa ta. 70kg em toàn là cổ tròn, không có cái nào cổ chéo hết. Rồi, em đang mặc đây mã số là 1309 nha. Bây giờ em sẽ qua cái váy này, 1309 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em đi ạ. Sale giá là 299.000 đồng nha. 40-65kg là mặc vừa cho em luôn nè. 1309, đầm màu xám. Duy nhất chỉ có một mình cái đầm này là màu xám thôi. Và cái kiểu này là cũng không có màu khác nữa. Nên nếu chị nào thích thì mình đặt luôn giúp em là 1309 nha. Độc quyền của một mình nó rồi đó. Sale giá là 299.000 đồng, 65kg độ về cho em là vừa luôn. 1309 là màu xám. Rồi đây em sẽ qua cái đầm tay rút cho mình coi nha. Đầm tay rút thì không biết hôm nay còn full size không nữa, đợi em xíu. Đầm tay rút này mã của nó là 1284.
Đây. Đầm tay đúc là 1284 các chị nha. Em đang mặc cái này nó cũng không phải là cái size của em, là nó hơi rộng như vậy ha. Em bóc nó lại phía sau xíu. 1284. Rồi em còn cho mình là 4 size luôn, còn đủ luôn mà sao cái size M của em nó nằm ở đâu được ta? Em còn cho mình là 4 size các chị nha. Đây là 1284 nè, màu xanh hoa màu vàng vàng cam cam rất là dễ thương. Đây các chị coi hai bên tay của nó nè. Hai bên tay là có rút như vậy. Đó, rút thun tạo kiểu hai bên các chị nha, rất là xinh luôn. Rồi, sale cho mình là 249.000 đồng. Em chào chị Thanh Thảo ạ. 1284 nha cả nhà, màu xanh nè, 1284. Em đang mặc là 1284 nha, đang sale với giá tiền là 249k 1284. À, đúng rồi, 249k, chị nào chưa có thì cứ lên đơn cho em luôn. Em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Ai chưa có cứ lên đơn đặt hàng à, em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. 40-65kg là mặc vừa nha cả nhà. Kèm xếp thoại cho em ạ, 65 cái độ về cho em luôn, 249.000 đồng nha. Chưa thấy giao hàng ạ, bữa giờ em thấy là cái lô hàng mới này là giao nó hơi chậm hơn bình thường xíu. Là em thấy mấy chị khách là vô hỏi quá trời luôn là sao chưa thấy giao hàng. Mình đợi giúp em tầm 1-2 hôm nữa nha. Với lại là nó vừa vướng ngay cái thứ bảy chủ nhật của tuần rồi á, là em sẽ giao chưa có kịp tới. Có thể hai cái ngày đó là một số khu vực shipper người ta không đi giao, nên là mình nhận hàng nó hơi chậm xíu, thông cảm giúp em nha. Chờ giúp em 1-2 hôm nữa ạ. 1284 là một của em nè, 249k. Váy đen vàng ok luôn. Chị đặt cái 1243. Ủa, gần nửa tháng rồi chị, 1243 là nào ta? 1243. 1243, em còn 3 cái size M. 1243 còn 3 cái size M, chị ơi hôm trước chị đặt size nào? Tại bữa giờ nhiều khi em cũng không biết là tại sao luôn mà khách rất là lâu chưa nhận hàng một số nơi luôn á. Để có dễ kiểm tra cho mình nha. Nếu mà cái 43 này em hết size M, em lột. Em hết size L, XL và 2X rồi chị Nguyệt Nguyệt nha. Nó còn có 3 cái size M thôi. Ok chị để em kiểm tra cho, chứ em cũng chưa biết là tại sao chưa giao tới, là không biết là mình đã chốt đơn chưa hay là như thế nào đó, thì để em kiểm tra báo cho mình nha. Em sẽ mặc cái váy đỏ này trước, xong rồi sẽ mặc qua cái đen vàng cho mình coi đó. Còn muốn coi mẫu nào nữa không, ngài Trâm xin cái màu sắc đi, em sẽ mặc lần lượt từng mẫu cho mình coi luôn. Mẫu em đang mặc là 12, mẫu em đang mặc đây mã số là 1284 nha, đang sale giá là 249.000 đồng. Chị đặt size L vậy hả chị? Nhiều khi là mình kiểm tra cái phần tin nhắn giúp em nha. Tại vì nhiều khi á, là bên em gọi điện thoại chốt đơn cho mình, nhưng mà sau đó lỡ như mà không có hàng, em sẽ có nhắn tin báo cho mình biết, mà nhiều khi mình không có kiểm tra tin nhắn á, hoặc là bị lạc hàng rồi. Để có gì em báo cho mình sau nha. Rồi, em đang mặc là 1284 ạ, sale giá là 249k, có chị nào lấy không? Em sale cho mình luôn, 249.000 đồng nha. Đầm lụa, hai bên tay có may đúc thun cho mình rất là xinh. Đó, sale còn 249.000 đồng, chị nào chưa có cái lên đơn cho em. Bây giờ em sẽ qua cái đầm đỏ nha. Đầm đỏ phía sau là cổ vest cho mình đây, đợi em xíu ạ. Rồi, đầm đỏ là cổ vest các chị nha. Em sale cho mình là 299.000 đồng, chất vải là tiết mưa nè. Đợt trước cậu vest là em may là túi phía trước đúng không? Đợt này em về là cái túi hai bên nha. Đây em may kiểu khác rồi, màu khác kiểu khác luôn. Đây là 1297 đây ta, để em xíu. Em sẽ mất tiền, hình như là 96. 1296 đúng rồi. 1296 ạ, đầm cổ vest màu đỏ đôi này, phải đỏ tươi đâu nha. Đây là màu đỏ đô. Đây là chị nào cũng mặc hợp hết trơn á. Ok chị Nguyệt, nếu mà bữa đó chị đặt mà hết luôn rồi thì em sorry chị nha. Có gì chị xem mẫu khác giúp em. Thì em cũng chưa biết là tại sao nữa. Nếu mà cái chị đặt mà qua một tuần mà chưa thấy bên em giao hàng tới á, là có nhân viên hẹn ngày giao rồi mà chưa thấy tới thì nhắn tin cho em liền nha. Rồi, em đang mặc đây là 1296 ạ. Cái đầm này thì đang sale chỉ có là 299.000 đồng thôi, 65 cái độ về cho em.
1296 đầm tuyết mưa cổ vest cho mình, có khóa phía sau lưng và có hai túi hai bên. Em mặc cái này nó lộn sai rồi, nó hơi rộng một chút xíu, nó không phải là đúng, nó không phải là cái may ra dành cho em nên là nó hơi rộng so với em nè đó. Còn nếu mà chị khách là mặc vừa hơn thì đẹp hơn nha, cái này là do em mặc xấu thôi chứ không là do cái đầm nó xấu đâu. Yên tâm, cái chị cứ đặt hàng cho em, nhận hàng mặc vừa nó sẽ đẹp hơn em mặc nhiều. Sale giá là 299k. Em chào chị Lan Lý Lắc luôn. Chào chị Phương Trinh nè. Chị Hà Thu có màu khác không em? Dạ có. Cái đầm này em về cho mình là ba màu lập, nhưng mà đang có sẵn á, em về trước được có hai cái màu này thôi, còn một màu nữa chưa có về nha, hình như là vậy. Đây, em về trước cho mình được hai cái màu này là màu đỏ đô với lại là màu này là màu nâu vàng. Đây là màu nâu vàng giống hệt em đang mặc luôn. Túi hai bên cổ vest khóa phía sau lưng. Đó. Cái tông này chắc là hơn em một size, sao nó hơi rộng xíu. 1290 là màu nâu vàng các chị nha. Đây là 1290. Nâu vàng là 1290. Còn cái màu đỏ đô của em á là 1296, nó hơi khác xa cái mã xíu. Coi dừng đặt lộn nha. 1290 là màu nâu vàng, 96 là màu đỏ đô của em. Đang sale giá là 299.000 đồng. 65kg độ về cho em là vừa nha. 40-65kg mặc vừa. Em sale còn 299k. Em sale còn 299k nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nha. 1296 nè, em còn full size cho mình luôn, ML, XL và hai luôn, 40-65kg mặc vừa hết. Chị Lan Ngọc chúc cho chị 1296. Dạ ok chị yêu luôn. Rồi còn chị nào chưa có không, mình đặt sớm giúp em nha, để con chưa hàng chưa sai cho mình nữa nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. 1296 đầm cổ vest màu đỏ các chị nha, 299.000 đồng, size M, size L, XL và 2X luôn. Ai chưa có cứ lên đơn cho em ạ. Em chưa hàng chưa sai cho mình. Chị Nhật Thu chúc đơn 1296 nè. Ok chị yêu nha. Rồi còn chị nào chưa có mình lên đơn cho em nha, tại vì em sẽ mặc qua thêm mấy cái khác nữa, thời gian nó có hạn đó các chị, nên em sẽ mặc thêm cho mình vài em khác nữa nha. Em sẽ qua cái đầm ren màu đen nè, alo, đầm ren màu vàng nè. Rồi mình muốn coi cái màu nào phía sau nữa không ạ? Hết danh sách rồi đó. Hồi nãy có chị khách kêu mặc cái vàng là em thấy là hết rồi đó, chưa thấy chị nào kêu mặc cái màu nào nữa đó. Rồi em mặc cái ren vàng nha. Ren vàng là 1251. Ren vàng mã số 1251, hình như là em đã lẽ sai rồi. Đây là ren màu vàng của shop em, 1251. Rồi em còn có hai size cho các chị mình thôi. Hiện tại em còn cho mình là size L với lại size 2X nha. Tương đương là 50-65 cho em ạ. 1251 nha cả nhà ơi. Đầm ren màu vàng nha. Đầm ren màu vàng mã số là 1251 nha cả nhà. Em chào chị Hiền Trang luôn nè. Dạ mẫu em đang mặc hả, chất vải ren hai lớp cho mình luôn, có khóa phía sau lưng và thêm hai cái túi hai bên, nói chung là đầy đủ tiện nghi hết. Đây sale cho mình là 179.000 đồng, hôm nay sale 179k, tại vì nó cũng lẽ sai mất tiêu rồi, nó còn có hai size thôi. 50-65kg giúp em nha. 1251 ren vàng mã số là 1251. Em chào chị Nguyễn Liên ạ. 58kg hả chị, vừa. 58 thì chị đặt trên size 2X là vừa nha. 58 mình đặt cho em size hết là vừa nha. 1251 cho em nè. Ren vàng 1251 nha. Giảm cho mình còn 179.000 đồng thôi. Hiện tại thì em còn cho mình là hai ba cái size L. Em còn ba cái size L và còn lại là size 2X hết luôn. 2X thì em còn tầm là 32 cái là còn nhiều. Còn size M thì chỉ có 3 cái. À quên, size L chỉ có 3 cái thôi. Nên nếu mà chị nào thấy cái size mình còn hay là gần hết rồi thì mình đặt nhanh nha. Sale có 179 à. 179.000 đồng cho em luôn. 1251. 1251 kèm số điện thoại cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ lên đơn ạ. À. Em chưa hàng chưa sao cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em 1251. 1251 kèm số điện thoại cho em. Size L và size 2X ạ. Rồi qua cái sơ mi sọc nha. À hơi mặc sọc đen đi. Bữa giờ chưa mặc sọc đen nè. 1251 nha cả nhà. Ren vàng là 1251. Em ơi có lên zoom hoặc đồ bộ không em? Chị thích lên zoom hay là đồ bộ thì chị nhắn tin cho em luôn, comment ở đây luôn. Em sẽ mặc cho mình coi nha. Chị thích cái gì mình cứ nhắn tin cho em thôi. Tất cả chị khách ở đây luôn. Ai đang xem cái like này của em, mình muốn em lên cái nào đó thì cứ nhắn tin, à cứ comment, em sẽ mặc cho mình coi nha. Rồi tại vì nếu mà các chị không có comment sẽ mặc đại, mặc ngẫu nhiên. Còn nếu mình thích cái nào thì cứ nói em thôi, mặc cho mình coi liền. Mặc tí của khách hàng nè. Chào chị Lê Tú Anh luôn ạ. 1251 kèm số điện thoại cho em là được nè. Em sẽ coi cho mình coi một cái đầm mà. Rồi em mặc cái zoom đi. Đây thẳng thị chị khách hỏi cái zoom thì mặc cái zoom cho mình coi luôn. Em có cái zoom này là zoom hoa.
dâm hoa xanh này nha. Đây nè, đợi một xíu nha, em sẽ mặc cho mình coi một cái dâm màu xanh, dâm hoa màu xanh đang sale chỉ có 99.000 đồng thôi. Nhưng mà cái dâm thì lưu ý giúp em là không có size lớn ạ, dâm em chỉ còn size nhỏ thôi. Tại vì cái phong của nó hơi bé đó, là mình phải tăng lên 2 size thì mới vừa nha. Đây là dâm nè, 1, 2, khoan là để em nhớ coi. Rồi, em đang mặc đây nha cả nhà ơi, mã số là 1281. Ủa, 1282. Mã số là 1282 nha, zoom hoa màu xanh, zoom dài. Đợt này em có về cho mình là 3 mẫu zoom luôn, nhưng mà đều là dáng dài và cái form nó hơi bé hơn một chút xíu. Nên là khi mua zoom mắt, cái chị tăng lên giúp em là 2 size, 1282 nè. Rồi, tình hình em chỉ có cho những chị nào mà size tầm là 35kg cho tới là khoảng là 57kg thôi. Còn nếu ai mà trên nữa thì không có nhá. Tại vì bản thân cái zoom này cái form nó bé quá. Em đang mặc đây là size L với vừa người của em. Bình thường em 50kg thôi là mặc mấy cái khác là size M hoặc là size L thôi. Nhưng mà coi cái zoom này phải là XL mới vừa thì nó mới thoải mái được nha. Cái phần hông này, cái phần ống quần nó mới thoải mái được. Nên nếu mà ai mua zoom á thì tăng lên 2 size giúp em. Bình thường mặc size gì thì mình tăng lên 2 size cho em mới vừa nha. 1282 các chị nha, sale 99.000 đồng, chị hệ trương năm một dùng đơn, ok chị yêu luôn. Đây, cái này là 1282 nha cả nhà, zoom móng dài rất là đẹp, form đẹp, vải đẹp, nhưng mà tiếc là cái size nó hơi bé nên em mới phải sale nè, chứ bình thường zoom em bán là 200 mấy không hà. Đợt này về zoom không hiểu sao bên xưởng may là nó bị lộn size sao á, giao cho em cái zoom size bé tí xíu à. Nên là chị nào mà tầm là 57 hoặc là 57 hoặc là 40 kg là cũng mặc size M nè, 40 mặc size M nè, em 50 là lấy L, 40 size L cũng mới vừa đó. Để có gì em tư vấn cái zoom sau nha. Thì cứ chị nào mà mặc size bình thường thì cái zoom tăng lên 2 size giúp em là ok nha. Rồi, 06. 06 hồi nãy là khúc đầu live có mặc cái đầm 06 em xem nó có 99k thôi. Nhưng mà nó còn có một cái à, chắc là chị khách em đã được chốt đơn rồi đó. Em không biết là ai được chốt cái đó chưa. 1206 nè. Cái 1206 hồi nãy đầu live xem 99k chị yêu ơi, mà không biết là có ai được chốt chưa. Có gì mình nhắn tin cho em đi nha, mình cứ comment cứ đặt hàng cho em. Nếu mà còn thì em chốt cho mình, còn mà hết rồi cũng thông báo luôn nha. Rồi, chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nè, em chưa hàng chưa size cho mình nha. Đây là mã số 1282 nha cả nhà, em đang mặc là 1282, sale chỉ có 99.000 đồng thôi, nhưng mà cái form nó bé và tăng lên 2 size. Thì chị nào là tầm 35 cũng được, ba bình thường 35 mấy cái kia rộng thì cái zoom sẽ vừa, tầm 35 cho tới là 57kg giúp em nha. 1282 zoom hoa màu xanh, zoom hoa màu xanh mã số là 1282 nha cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ coi mẫu khác nha, sale chỉ có 99k thôi. Zoom này đính ngọc trai cổ áo nè, mà sale có 99 à, tại phong nó bé mới sale thôi nha, chứ nó đẹp lắm luôn, thật sự các chị mình yên tâm nhận hàng là các chị biết liền ha. Cái màu nó cũng đẹp mà cái vải nó cũng đẹp luôn, có một điểm duy nhất là cái phong nó bị nhỏ thôi. Nhớ tăng lên 2 size khi mà mua zoom nha. Rồi bây giờ sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa. Đây, cái váy này hôm nay sale có 129k thôi nè. Đây là 1224 cái chị nha. Em sale có 129.000 đồng thôi. 1224 nè. Rồi, ôi trời, em còn size 2XL nha. Em còn cho mình là cái size 2X là tầm 57-65kg là mặc vừa. Em chỉ còn cho mình là 2 size thôi. À, chỉ còn một size là size 2XL thôi. Em chào chị Anh Phạm, mà chị nào chưa có thì mình cứ lên đơn giúp em nha. Đây sẽ là 1224 nha cả nhà, form xòe, vải lụa nha, có cổ bẻ và có viền ren cho mình đây. Với cái tông là màu đen hoa cúc trắng nhị vàng, cổ áo có viền ren hoa rất là xinh luôn. Đó, đẹp vậy, có túi hai bên luôn. Mà nó qua thật quá qua được, có lẽ lệ sai rồi. Em chỉ còn cho mình là 10 cái size 2X thôi. Chị nào là 57-65kg sẽ vừa cái khung size này của em. Và sale giá là 129k luôn. 129k nha cả nhà. Mã số là 1224 cho em nha. 1224 24. Để em coi coi. 29. 229k nha cả nhà, chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nha. 1224.
Rồi em sale cho mình là 129k. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nha, em chờ hàng chờ size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha, 129.000 đồng. 129k nha cả nhà. Size thấy L nha, còn có 10 cái thôi. 57-65kg giúp em là vừa, 1224. Size ít là à, lộn, size 2X em quên, còn size 2X thôi. 1224 là sale 129.000 đồng. Cho chị cái zoom 57kg. Dạ chị Hạnh ơi, mình lấy cái zoom màu xanh hay là sao ạ? À? Cái zoom hoa xanh em mới mặc qua nè. Đây là 1282, chị cho em xin cái mã số nhé. Đây chị Hạnh ơi, cho em xin cái mã là 1282. Zoom nền đen hoa màu xanh. Cái hoa này hình như là hoa đậu biếc đó các chị. Rất là dễ thương ha. Có 100, à quên, có 99k thôi hả? Có 99k thôi, nhưng mà phải cho em cái mã số vào nha. Rồi em đang mặc đây, mã số của nó là 1224 nha cả nhà, 1224. Chị nào chưa có thì mình lên đơn cho em luôn. Đang sale giá là 129.000 đồng đó. Ai chưa có mình đặt sớm nha, xong chim qua mẫu khác nè, nó còn có một size thôi. Em không đứng lâu được đâu. 57-65kg là vừa cho em đó chị Cathy ơi, chị bao nhiêu ký hả? Nếu mà số ký của mình khoảng tầm là 57-65 hoặc là eo của mình dưới 84-85 thì cứ đặt hàng cho em. Cái pha mình nó hơi rộng hơn bình thường một chút xíu. Rồi em sẽ qua mẫu khác nha. Đây sẽ qua cho mình coi thêm một em váy khác nữa nè. Mình lấy bộ nào cho em xin mã số nha cả nhà ơi. Đây lên cho mình xem thêm một em nữa. Đây là 1323. Đầm mặc body màu cam gạch các chị nha. Màu cam này là không có tươi đâu, cam đất cam gạch thôi, rất là đẹp. Có kim tuyến lấp lánh cho mình luôn. Body cổ đỗ, mã số là 1313. Đây, cổ đỗ cho mình nè. Đó, body cổ đỗ nha cả nhà, nhìn sang chưa? Màu cam này là cam đất cam gạch nha các chị nha, nó có kim tuyến ở phía trên đây. Cái vải của nó nghe cái tên thôi là biết rồi, Atashi kim tuyến. Đó, nghe tên vải là biết là có kim tuyến lấp lánh rồi. Rồi, em đang sale cho mình luôn là 299k nha, body cổ đỗ nè. Cái cổ này các chị mặc thành cổ đỗ cũng được, mà mặc thành cổ thiền cũng được luôn. Nói chung là do mình thôi, mình thích cổ đỗ thì kéo nó xịt vô giúp em, còn mặc cổ thiền kéo nó ra thì sẽ là cổ thiền nha. Đang sale là 299k, 1313 kèm xuyên thoại cho em. Ok chị Hạnh lấy cái zoom nè. Rồi em đang mặc là 1313 các chị nha. Đang sale là 299.000 đồng. Body cổ đỗ nha, chất liệu Atashi kim tuyến. Và cái chất này nó có thể là co giãn thêm được 2-3kg nữa luôn. Tương đương là chị khách nào tầm 65 hoặc là 67-68 đổ về cứ đặt hàng cho em nha. Chất vải có co giãn, có kim tuyến lấp lánh và có co giãn thì hàng hiếm rồi cả nhà ơi. Đang sale là 299k nha. 1313 kèm xuyên thoại cho em nè. 1313 kèm xuyên thoại cho em nè. Chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Mã số là 1313. Đây là body của nhà em, body ôm ha. Body ôm có sẽ tà phía sau lưng ha. Đối với những cái mẫu ôm như vậy thì có sẽ tà đó, kết hợp thêm là cái chất nó co giãn luôn, thì mặc lên là siêu thoải mái, em đảm bảo luôn. Bao mình là đi bộ hay là đi xe gì cũng thoải mái hết trơn á. 1313 kèm xuyên thoại cho em ạ. Sale còn 299.000 đồng. Màu cam các chị nha, màu cam đất nè. Hoa cúc cho chị Nhật Nguyễn là ok luôn. Rồi 65kg đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cái lên đơn 65 hoặc là 67-68 cũng được luôn, tại vì nó có co giãn nè. Đó, không lo chợt ha, body mặc thoải mái luôn. 1313 cho em ạ, sale còn 299k. 1313 nha cả nhà, sale còn 299k nha. Rồi ai chưa có cứ lên đơn đặt hàng giúp em. Em chưa hàng chưa sao giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm xuyên thoại cho em là ok nha. 40-65kg là mặc vừa cho em luôn nè. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. À, chị Lily chúc 1313 cho chị size 2X. Dạ ok chị yêu luôn. Bây giờ em sẽ qua cho mình là một cái váy. À hồi nãy có chị khách hỏi là muốn mặc cái đầm màu đen phải không? Đây quên, em có cái màu đen này cho mình, kim tuyến lấp lánh luôn. Nhưng mà nó sẽ không có lấp lánh là như cái đầm nhung kia được. Em có hồi nãy là có mặc cái đầm nhung 1314 á, lấp lánh rất là nhiều. Cái này nó cũng lấp lánh nhưng mà nó không có nhiều bằng cái kia. Nó vẫn đủ đẹp cho mình nha, vẫn đủ đẹp cho mình nhưng mà không lấp lánh bằng cái nhung thôi. Đây là 1303 thì phải, khoan đỉnh xíu. Đầm đầm ôm suông các chị nha, 1303. Đầm ôm suông đang sale cho mình là 299k, 1303. 299k rồi, full size cho các chị luôn nha. Em có hai màu. Em có màu xanh nữa nè. Đây là màu xanh ở phía sau nè.
Em mặc là màu đen. Cái dáng của nó là ôm suông cho mình ha. Sale là 299. Đó, cổ đổ nha. Form ôm suông, quên tay lỡ. Form ôm suông, cổ tròn tay lỡ cho mình. Đang sale chỉ có 299k thôi. Lúc nãy chị khóc là hỏi cái đồng đen đang quên mất tiêu. Giờ mới nhớ, thấy nó mới nhớ nè. À chưa có mình đặt giúp em nha. 1303 nha cả nhà. Đây là form dáng đầm ôm xương nè, nhìn lên cái là gọn liền luôn thiệt. Lên form cái đầm này là gọn dáng cực kỳ luôn. Mà em sale có 299k thôi. 1303 cho em ạ. Em chào chị Chính nha. À, xem đầm tím tím. Đầm tím tím hả chị? Tím tím em có đầm ren. Em có đầm ren màu tím nè, hay là chị hỏi cái đầm này. Đầm lụa. Lụa cũng có lụa tím hoa, còn cái là ren tím trơn. Chị thích cái nào? Em mặc cho chị coi tím hoa hay là tím trơn. Có hai đó là hai cái tím thôi đó. Rồi, đây chị đứng gần cho mình coi ha. Nó có kim tuyến lấp lánh nè. Màu đen mỗi lần đứng gần nó hơi bị chóa đèn xíu nha. Đó, có kim tuyến lấp lánh cho mình luôn. Em có màu xanh nữa. Màu xanh là 1304. Đây là màu xanh. Đứng gần thì mới thấy nó là màu xanh ha. Còn che xa xa tưởng nó màu đen không hà. Màu xanh là 1304 giúp em. Còn màu đen là 1303 nha cả nhà. Đồng giá là 299.000 đồng. Đó, chị nào chưa có thì cứ lên đơn nha. Sale cho mình luôn 299k, size M, size L, XL và 2X. Mẫu của em là full size nha. 299.000 đồng. 299k nha cả nhà. 1303 nha. 1303 kèm ship hạ cho em size M, size L, XL và 2X luôn. Tím trơn, dạ ok chị Như Nguyễn tím trơn đây. Mình đợi em xíu nha. Có tầm 1 phút nữa ha. Em sẽ mặc cái tím trơn cho mình coi. Để em giới thiệu xong cái đầm này đã nha, để em một chút xíu ạ. Mẫu đang mặc là 1303 nha cả nhà. Đầm này đầm ôm suông, mặc lên là siêu gọn dáng luôn. Nếu có chị sợ mặc mấy cái khác nó khó chịu hoặc là đầm xè quá thì không thích, mà ôm quá nó cũng không chịu, thì đây, đầm này là ôm suông thôi, lên là chuẩn gọn dáng luôn. Trong khi là em đang sale chỉ có 299k thôi. 65kg độ về cho em là vừa nha. 1303, 1303 kèm tiếp thoại cho em nè. 30 giây nữa em sẽ qua cái đầm tím cho mình coi. Cái đen tím thì hôm nay cũng còn. Ủa hôm nay còn nhiều nha, còn mấy chục cái mỗi size luôn, không lo hết nha. 1303 cho chị Thu Hằng nè. Chị Liên Ngô chúc đơn 1303 luôn nè. Rồi, còn chị nào chưa có thì cứ đặt hàng cho em. Bây giờ em sẽ coi cái tím trơn cho mình. Dạ ôm suông chị, không phải suông không mà nó cũng phải là ôm không đâu. Nó là lai lai ở giữa nên gọi là ôm suông nha. 1303 cho em. Màu đen chất Atasi kim tuyến nha. Mã số là 1303. Rồi em sẽ coi cái tím ren nè. Tím ren là 1250. Đây tím ren là 1250. Ui đẹp quá à. Mà sale có 200 260 à. 259k nha. 1250 giúp em. Sale 259.000 đồng. À, chị Lan Lan. À, chị 56kg mặc vừa không em? Dạ vừa chị. Cả hai cái này chị đều vừa nhưng mà em không biết là chị hỏi cái nào. Nếu mà chị đấy mã nào á, chị cho em xin cái mã số vào nha. Mình đặt hàng á. Mình đặt hàng mình cố gắng đặt cho em cái mã số vào để em chốt đơn nha. Cái đen em mới mặc qua là 1303. Bây giờ qua cái tím là nè. Cái tím là 1250. Đó, coi trình lộ mã số. Em mặc là 1250. Đang sale cho mình luôn là 259.000 đồng. 65kg độ về cho em. Tại vì cái đen tím này nó không có co giãn nha. Đây. Cái đen tím là size chuẩn giúp em thôi. Eo 84 độ về. Hoặc số ký là 64, 65 độ lại cho em thôi. Còn trên nữa thì sẽ không vừa nha. Chất vải ren không co giãn cho mình. Có hoa văn các chị coi nè. Ở trong là có lá phùa không có sợ mỏng đâu nha. Đó, có hoa văn cho mình đây. 1250 là đen tím ạ. Full size cho mình luôn. 40-65kg cho em là vừa ạ. 1250 đen tím. Em chào chị Hằng Nga nha. Em chào chị Thu Nguyễn luôn ạ. Dùng đơn 1250 dạ ok chị ạ. Chị và Thúy Vi luôn. 40-65kg là mặc vừa. Đối với cái đầm đen tím này của em thì full size cho mình luôn. Size M, size L, XL và 2 đô nạp. Đây full size. Chị nào chưa có cái đen tím mình đặt luôn nha. Đang sale là 259.000 đồng thôi. Đen tím 259k. Full size cho mình từ 40-65kg mặc được luôn. Đó thì ai trong khoảng số ký này thì mình cứ đặt hàng thôi. Còn mà kỹ hơn là mình mặc size nào của nhà em thì cái đó sẽ có các bạn chuyên viên hỗ trợ tư vấn cho mình sau nha. À, chị 51kg dạ ok chị Phạm Lan vừa chị yêu ơi vừa. Đồng ren của em mặc vừa full size. Hôm nay nó còn được tầm là 30-40 cái mỗi size luôn. Chắc là em mới kiểm kho hay sao á, chứ bữa trước nó không còn đâu. Bữa trước nó hết thì hôm nay mới về thêm hay sao á. 1250 nha cả nhà. 1250. Chị nào chưa có mình cứ lên đơn cho em nha. 259.000 đồng. Còn mà muốn rẻ hơn á thì em có màu vàng.
Màu vàng thì giá nó rẻ hơn, cái giá nó có 179 thôi. Nhưng mà nó lẻ size rồi. Màu vàng em còn hai size là L và size 2X, đây là màu vàng. Màu vàng tay ngắn mã số là 1251 nha. Ren vàng là 1251, em sale rẻ hơn 179.000 đồng thôi. Nhưng nó chỉ còn hai size là size L và size 2X. Đó, tại vàng nó hơi kén da nên em sale nó rẻ hơn xíu. Tại cái tím thì không có kén ai rồi. Cái tím đại mặt cũng được hết trơn luôn. Đây cái giá nó nhỉnh hơn nha, 259.000 đồng. Với lại là cái tay nó cũng dài hơn xíu là tay lỡ nè. Chị Quỳnh Anh chúc màu tím 1250. Dạ ok chị yêu luôn ha. Chị mới nhận cái váy của em rồi, ở ngoài nhìn đẹp mê ly luôn. Em cảm ơn chị Lily rất là nhiều, thiệt luôn. Những cái mẫu đầm mà em mặc ở trong live á, mình thấy ưng rồi thì chắc chắn các chị là nhận hàng là còn mê hơn nữa. Ở ngoài thực tế là đẹp hơn. Trong live của em nó đẹp 7 phần thì ở ngoài đẹp 10 phần, các chị mình yên tâm nha. 65kg độ về cho em là vừa. 1250 là ren tím ạ. 1250 là đen tím các chị nha, sale cho mình luôn ạ, 259.000 đồng thôi. Ai chưa có cứ lên đơn cho em nha, em chưa hàng chưa sai cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp hỏi cho em là ok nè. Chị Lan Lan chúc đơn 1250 luôn. Em cao 1m6 chị Như Nguyễn nha, độ dài của váy là sẽ dài vừa tới bắp chân của em, qua gối tới bắp chân, mã số là 1250 nè. Ở đây là cái độ dài cao 1m6 nha. Còn nếu mà chị nào cao 1m65 thì cũng chắc chắn là qua gối. Ai cao 1m55 thì sẽ là dài hơn em một xíu chẳng hạn. Đó, yên tâm là vẫn qua gối của mình. 2m7 thì cũng tầm ngang gối chứ không có ngắn hơn. 1250, 259.000 đồng. Ai chưa có mình đặt sớm giúp em nha. Em chào chị Thảo Vi ạ, em còn có thêm một cao nữa. Ren cam mã số là 1289. Sale cũng rẻ hơn so với cái tím. Cái cam này thì em sale có 199k thôi. Đây em có 3 màu ren nha, hồi nãy em mặc cái màu vàng rồi. Cái vàng là 1251, cái cam là 1289 nè. Rồi, màu cam lẻ size M nha, màu cam còn 3 size là size L. Màu cam em còn 3 size là size L, size L với lại size 2X nha, màu cam. Màu cam mã số là 1289 nha cả nhà, còn 3 size, sale giá 199k. Còn màu tím của em á, 259.000 đồng. Bù lại là full size cho mình luôn, 40-65kg mặc vừa. Đó, chị nào chưa có mình cứ lên đơn cho em nha. Ren màu tím mã số là 1250, đầm xòe khóa phía sau lưng. Chị Tu Hà chúc đơn 1250 cho mình luôn ạ. Còn chị nào chưa có mình đặt hàng cho em nha cả nhà. Mã số sản phẩm nè, số điện thoại nè. Và đừng quên chia sẻ like của em 3 lần nha. Ai mà chưa có chia sẻ live stream này thì bây giờ chia sẻ liền. Tại vì khi mà bên em mà chuẩn bị gọi điện thoại chốt đơn, em sẽ có kiểm tra là chị khách này có chia sẻ chưa. Nếu mà chia sẻ rồi thì mới liên hệ chốt đơn được. Còn ai mà không chia sẻ live stream là sẽ không được chốt với giá sale đâu. Cái này lại shop em bán là tới 350 lận. Em đứng đây sale có 259k thôi. Chị nào chưa có mình đặt giúp em nha, 1250 kèm xếp hỏi cho em. Rồi mà live stream này sẽ lưu lại nha. Chị nào vợ trẻ mình cứ xem lại từ đầu, hoặc là mình đóng theo dõi những cái live stream kế tiếp của bên em nha.